Vừa mang chúng vào tới sân thì bà Hồng về. Thấy con gái về thăm, bà mừng chảy nước mắt, bỏ cuốc bỏ xẻng rồi chạy đến ôm con gái. Bà liền hỏi: "Thế nào, ở đấy có quen không con? Ông cụ bên nhà vẫn khỏe chứ? Sư bố mày lấy chồng lên chức mợ rồi ấy mà vẫn đem nhẻm ra." "Ừ hay, u buồn cười, con đi lấy chồng chứ có nhảy vào lò vôi đâu mà trắng. Trong vừa con nhặt được bao nhiêu trứng này, u không đi gom vào mà bán lấy tiền." Hai mẹ con đưa nhau vào nhà. Bên trong tivi bà cũng đã sắm, điện đóm cũng đầy đủ cả rồi. Bà Hồng rót nước cho con gái rồi lấy quạt mo phe phẩy, bà nói: "Có thịt kho dây rồi, trứng này u để cho cụ Nghị. Tí nữa con mang sang bảo cụ cho mẹ con xin lại cái nón, hôm qua mẹ con để quên." Bà Hồng lại nhắc đến cụ Nghị: "Trứng này lại đem cho cụ ấy ư?" Huyền nhanh mồm bảo: "Sao u không nói sớm, con vừa mới ở nhà cụ ấy về, con cũng thấy cái nón giống của u, con nhận. Ấy thế mà cụ Nghị cứ gào lên. Mà u sang bên ấy làm gì mà để quên thế?" À, tối qua u sang ấy xem tivi nhờ ấy mà, nên quên." Một lần nữa, Huyền lại hỏi lý do bà Hồng sang nhà cụ Nghị, nhưng hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Bà nói tối, ông nói sáng, bà bảo sang xem tivi, ông lại bảo đi làm qua. Nhưng họ lại giống nhau ở cái đỏ mặt, cái lúng túng, cái chối quanh co. Trong khi nhà bà Hồng cũng có tivi, mà lại phải chạy tít cuối làng để xem nhờ tivi nhà cụ. Buồn cười, thật là buồn cười. Cái này gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e đây mà. Huyền lạ gì. Nhưng sợ hai ông bà ngại, nên cô chỉ gật đầu ra vẻ thật thà. Ông bà già này cũng ghê lắm nhá. Tú tí với nhau mà nghĩ sắp mũi được Huyền. Bữa cơm trưa vội vàng, chỉ có ít thịt mỡ kho, mấy quả cà thâm cùng rau mùng tơi luộc. Ấy thế mà Huyền ăn tận 4 bát vẫn thèm. Ăn nhà cụ Ngôn thịt thà có nhiều đấy, nhưng Huyền lại thấy cơm cà vẫn là ngon nhất. "Ăn từ từ thôi, bên nhà chồng không cho ăn hay gì mà làm như chết đói thế." Huyền nhìn U rồi chỉ biết cười. Cô không dám nói với bà chuyện về đây ở hẳn. Nói ra bây giờ bà sẽ nghĩ ngợi nhiều lắm. Có gì vài hôm nữa cô sẽ lựa lời mà thưa gửi. Đi bộ cả buổi sáng, cả người cũng mệt lả, giờ lại ăn no căng bụng. Quan trọng là né được mấy câu hỏi bên chồng của bà Hồng, Huyền leo lên giường ngủ một mạch. Công nhận cái giường siêu vẹo này vẫn nằm thoải mái hơn nhiều. Huyền cứ ngủ say tít mà quên hết sự đời. Lắm lúc nghĩ đến vóc, cô chỉ thở cái phào rồi nhắm mắt cho qua. Ngủ dậy xong, lại thơ thẩn ra vườn hái hoa bắt bướm. Bà Hồng thấy con gái về nên cũng không đi làm đâu xa. Bà ngồi trước hiên với con, bẻ ngô đi rang, bà kể: "Cuộc sống ấm no như hôm nay cũng phải nhờ đến tiền lễ của bên ấy. Lúc ý cầm tiền, U tính sửa sang lại cái nhà cho đỡ rột. Nhưng nghĩ lại một mình U thì ở thế nào chẳng xong. Thế rồi U sang nhà cụ Nghị hỏi ý kiến. Vì dù gì cụ ấy cũng làm nhà nước, sẽ thông thạo kinh tế hơn người làm lúa mình. Thế là cụ bảo biết một chỗ ở trên huyện chuyên cho gửi tiền lấy lãi. Cụ bảo U giữ lại một ít mà tiêu, đề phòng đau ốm. Cơ mà U khỏe như trâu thế này, ốm đau gì. Thế là U lại mua trâu với gà để nuôi. Vườn thì rộng, cỏ thì nhiều, cứ nuôi để đấy, được giá thì bán." Huyền gật gù. U cô mà được gửi gắm cho cụ Nghị thì đúng bài rồi. Kể ra hai ông bà già này có chí tiến thủ phết chứ chẳng đùa. Nếu ông cụ mà lo được cho bà Hồng thì quả thực cô an tâm biết bao. Chiều, Huyền dắt trâu về nhà. Hoàng hôn khiến không gian ngả màu vàng cam dễ chịu vô cùng. Hoàng hôn mà được ngắm nhìn trên cánh đồng, cảm giác nó lạ lắm. Cứ bồi hồi, cứ thư thả, lại phả một chút hương lúa mới. Ôi chao, thật nhiều màu sắc. Đâu đó tiếng cảnh kẻ kêu ngập cánh đồng. Phía xa xa kia, những đàn cỏ trắng bay, mỏi cánh về với tổ. Vài người nông dân tất bật cho những công việc đồng áng cuối cùng. Huyền thì không vội, cô vẫn đặt được mấy cái vó tôm. Tuy tầm này không nhiều bằng tầm đêm, nhưng cũng đủ bữa ăn cho hai u con ăn tối. Buộc trâu vào cọc, Huyền thơ thẩn nhìn hoàng hôn dần tàn chiếu, những ánh sáng vẫn le lói yếu ớt. Cuộc đời Huyền có lẽ êm ả nhất là được thả mình ở nơi này.
Huyền ơi! Huyền! Tiếng gọi Huyền vọng lại từ đường cái, nhưng chói quá, cô lại không nhìn rõ mặt. Chỉ đến khi người ấy tiến lại hơi đôi chút, Huyền mới phát hiện ra đấy là Bóc, chồng mình. Không một chút do dự, cô cầm dây dắt Châu về. Từ giây phút cô bước ra khỏi ngôi nhà ấy, cô không còn muốn dính líu gì đến nữa cả. Huyền đi rất nhanh, cô không muốn nghe gì hết. Trong khi cô mới định thần và lạc quan vào cuộc sống hiện tại, thì Vóc lại xen vào. Người không muốn nhớ lại cứ xuất hiện lù lù trước mặt, bảo Huyền sống thế nào được. Mặc cho Vóc vừa đuổi, vừa hét, Huyền càng chạy nhanh hơn. Nhưng với lợi thế đôi chân dài, cộng thêm chẳng phải dắt thêm con gì nữa cả, Vóc một lúc đã đuổi kịp được vợ, nhưng cô nặng nặng phũ phàng không quay lại. Vóc nắm tay vợ, Huyền vùng vằng dãy rủa. Em giỏi ghê đấy, chưa nói với anh câu gì mà đã dám bỏ đi rồi. Ôi trời, lạ lùng chưa? Rõ ràng cậu Vóc giận Huyền trước, bây giờ Huyền đi thì quay ra trách. Đúng là buồn cười. Huyền cong cái môi lên chạnh lòng nói. Ừ, phải rồi, tôi sống có ra gì đâu phải không? Thế giờ tôi đi cho anh vừa lòng rồi, anh còn muốn gì nữa? Định tìm để trách móc nốt hay gì? Còn chỗ nào chưa kể hết hay sao? Từ nay anh không phải bận tâm nữa đâu. Tôi đi rồi đấy, cuộc sống anh yên bình rồi đấy. Bao nhiêu uất ức Huyền dồn nén như bóng bay căng nước cứ căng lên rồi bung tràn cả ra. Vóc nhìn Huyền chằm chằm, không nói năng gì. Anh đưa tay Huyền lên trán mình, cô chạm nhẹ lên rồi nhanh chóng rụt tay lại. Nhận thấy đầu anh nóng như lửa, định hỏi nhưng vì còn dỗi cho nên im lặng không nói gì. Vóc bảo, anh ốm gần chết mà phải chạy ra đây tìm em phải thương lấy anh chứ. Anh mới dậy được một lúc, hỏi thầy thì thầy mới kể, nghe xong thì tức tốc chạy ra đây ngay, thế mà còn giận. Vừa nói rồi xách ngược má Huyền lên, khiến cô kêu oai oái. Tuy cũng mủi lòng dần dần đấy, nhưng vẫn còn ghét chuyện chồng ghen tuông nên nói, ốm chứ chạy ra đây làm gì, ai bắt. Huyền nói xong thì vùng vằng đi luôn, đến nỗi nói cô còn không dám nhìn chồng, vì nếu cô mà nhìn lâu quá sẽ mủi lòng mà tha thứ mất. Huyền bỏ đi, Vóc cũng im lặng không nói gì, lủi thủi đi theo vợ. Huyền nghĩ nếu cứ thế này thì hắn ta sẽ theo cô về đến nhà, mất, liền quay lại nói. Tôi với anh bây giờ không có liên quan gì đến nhau nữa, anh đi về đi. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Vóc ôm lấy hai cái má phúng phính của Huyền rồi hôn lên thắm thiết. Một lần nữa, Huyền lại vẫy vùng nhưng không thể thoát ra được. Rồi cứ thế, cô chìm đắm đê mê vào nụ hôn nồng nhiệt của chồng, quên mất cái sĩ diện ban nãy. Rồi đây, việc gì đến rồi cũng đến như một việc tất lẽ ở đời. Đối với người lại chẳng dỗi được lâu như Huyền, càng dễ dàng diễn ra. Đôi trẻ quấn quýt nhau ngay tại cánh đồng lúa rộng mênh mông bất tận vắng người. Cái cảm giác gió đồng thoang thoảng, mùi lúa mới khiến hai người chẳng còn suy nghĩ gì bận lòng. Lúc đầu, Huyền vẫn còn ý thức được mình vẫn đang giữ dây buộc Châu. Nhưng rồi Vóc làm cô quên mất trời đất là gì. Cái dây Châu cũng vì thế mà tuột ra khỏi tay lúc nào không hay. Châu thì cứ tung tăng tranh thủ gặm cỏ. Lâu lâu lại hếch hếch cái mắt lên nhìn đôi trẻ. Mồm chua lên kêu như thể muốn nói. Chúng mày định vờn nhau đến bao giờ? Có định dắt tao về không thì bảo. Cuối cùng, khi trời sầm tối thì hai người cũng xong chuyện. Quả thực, đổi gió ở nơi thiên nhiên hòa hợp này thú vị biết bao. Sau khi cài được kích cúc thì mới nhớ đến Châu. Lúc này nó đã đi dần lên đường cái. Hai người vừa chạy đuổi theo, nhưng sức nào mà đuổi nữa. Cuối cùng đành lách thách đi bộ, vừa đi vừa trao đổi những sự việc vừa qua. Thật không? Anh định lừa em hay gì? Ai lại làm như thế bao giờ? Sau khi được Vóc giải thích, thì Huyền cứ trố mắt ra nhìn, anh khẳng định. Em không tin anh à? Thôi được rồi, để anh sẽ chứng minh cho em thấy. Nhưng bây giờ em cứ giữ bí mật này đã. Có gì anh sẽ điều tra thêm. Ngày mai anh đi rồi, em ở với U một thời gian là tốt nhất. Khi nào anh về, anh sẽ có lý do để đón em sau. Nhưng tuyệt đối không được điều tra chuyện này một mình, biết chưa? Trên đời này, thứ ghê rợn nhất vẫn chính là con người đấy.
Huyền nghe xong thì gật gù. Cô nghe chồng nói mà thấy sự việc vừa xảy ra quá ư là phức tạp. Nghĩ lại thì có vẻ Bóc thực sự cố tình, hôm ấy gây gổ thật. Một người thông minh xuất chúng, suy luận logic và từ bé đến lớn không để lộ thân phận, kín tiếng cẩn thận từng chi tiết một. Ấy vậy mà lại ghen tuông bù lu bù loa lên, rồi để vợ tự về nhà u đẻ, mục đích chính cũng chỉ muốn giữ an toàn cho vợ. Vóc biết vài hôm nữa anh sẽ đi học lại. Trong khoảng thời gian này, nếu như chị Gấm đã có chồng về mà bản thân chị là con nhà quyền thế nên rất khó dây vào. Còn với Huyền đằng sau không ai chống lưng, ở nhà một mình là rất nguy hiểm. Vóc nói thêm, lúc ấy anh định gây gổ xong đến tối sẽ giải thích cho em hiểu, nhưng từ sớm sức khỏe anh đã mệt rồi, thế nên lúc nằm lên giường định chợp mắt một lúc thì thiếp đi mất đến tận trưa hôm nay mới tỉnh, nên đã bỏ lỡ sự việc tối qua. Kể ra thì cũng may khi bà thầy ấy lại đưa ra quyết định cho em về nhà u đẻ, chứ nếu không ngày hôm nay anh tỉnh anh vẫn sẽ nghĩ cách để đưa em về nhà u ở một thời gian cho an toàn. Hóa ra mọi việc Vóc làm đều có sự tính toán cả. Quan trọng hơn là nhất nhất lo cho sự an toàn của vợ. Ấy thế mà Huyền lại trách anh, lòng cô thấy day dứt vô cùng. Vóc nhắc tới bà thầy, Huyền chợt nhớ ra rồi hỏi chồng, thế về việc của anh Đức, anh nghĩ sao về chuyện anh ấy nhập vào anh Sơn? Liệu có ma thật không hở anh? Nghe vợ lo lắng, Vóc nhíu mày giải thích. Chuyện vong nhập vào người nhà thì không phải là chuyện hiếm, và anh nghĩ là nó sẽ có. Thế nhưng mà sự việc tối qua anh lại không chứng kiến nên không biết trả lời em thế nào. Có điều anh không tin bà thầy này. Nếu tối hôm qua không phải anh mệt mà ngủ mất thì chắc chắn sẽ tìm được sơ hở. Huyền thở dài, chuyện cũng đã lỡ rồi, biết làm sao được. Chỉ có điều nếu mà giờ quay về đấy, chả may Huyền lại gặp vong hồn anh Đức rồi lại bị bắt đi thì chết chứ sống sao nổi. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tâm trí Huyền lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Vóc vội trấn an vợ, em yên tâm, cứ ở đây chơi với U mấy ngày, anh thi xong sẽ đón em về. Nếu đúng thật sự những lời tối qua anh Đức nói là thật thì hạn còn một năm anh ấy mới bắt em đi cơ mà. Em đừng sợ, nhất định anh sẽ tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa nhất. Huyền gật đầu, cô tin tưởng ở chồng mình. Với sự thông minh nhanh nhạy, chắc chắn Vóc sẽ giúp vợ thoát khỏi kiếp nạn này. Trời đã tối mịt tối mù, hai người mới dắt nhau về, đã thấy bà Hồng sốt ruột đứng chống tay ngoài cổng hóng. Thấy bà Hồng đứng ngoài, Vóc nhanh ngảo chào. Con chào U, hôm nay con sang đây xin bữa cơm, U cho con ở đây ăn cơm U nhé. Bà Hồng nhăn mày nhăn mặt vì tối, cuối cùng bà đoán ra đây đích thị là con rể mình. Vì từ lúc sang hỏi cưới tới lúc cưới đã khi nào bà biết được mặt con rể bao giờ. Nhổ cái bã trầu trong mồm còn được nước, bà niềm nở. Vóc đấy hở con, vào nhà đi, ùi rào, ăn mấy bữa mà chẳng được. Nói rồi và hăm hở sắt trâu cho con gái rồi bắc nước thịt gà. Hai người ở trên nhà cũng vừa tranh thủ dọn dẹp vừa bàn tính chuyện sau này. Huyền nói Vóc đang bị cảm, thế cho nên gà luộc được nấu thành cháo gà cho Vóc tẩm bổ. Cháo gà đã chín, bà Hồng đi ra vườn hái ít hành, ít tía tô vào thái nhỏ cho con rể giải cảm. Bữa tối chỉ có nồi cháo gà trơ trọi giữa mâm, nhưng Vóc lại ăn ngon lành. Ở nhà mâm cao cỗ đầy, Huyền cũng chưa bao giờ thấy anh ăn như chết đói như thế. Cháo nóng cộng với tía tô làm Vóc ăn tứa mồ hôi hột. Chồng cậu ăn sao mà ngon lành quá thể. Một hạt gạo vô tình dính mép, Huyền định ngáp chồng nhưng anh lấy lưỡi liếm một cái, thế là hết sạch. Trong lúc ăn, bà Hồng không dám hỏi con rể nhiều, chỉ bảo Vóc ăn nhiều lên một chút. Vóc không hề khách sáo, ngược lại lúc ăn xong còn tranh phần rửa bát. Dĩ nhiên bà Hồng sẽ không cho con rửa, nhưng nhất quyết Vóc làm nên, cô lắc đầu ra hiểu U đừng cản. Con gái gả cho nhà giàu có, không những không khinh thường con gái mình, người nhà mình nghèo, ngược lại còn cảm thông hòa đồng. Bà Hồng rơm rớm nước mắt, nhìn di ảnh chồng lẩm bẩm. Ông ơi, con mình có chỗ nương tựa vững chãi cả đời rồi ông ạ.
Như thế là tôi yên tâm mà xuống dưới ấy gặp ông rồi. Ừ mà xuống dưới đấy với thầy thì cụ nghĩ ưu định để cho ai? À mà ý của con là ai sang mà lấy nón cho ô? Ai mang chứng cho cụ nghị? Huyền định nhắc đến cụ nghị cho bà Hồng đỡ buồn lòng. Nhưng nghĩ lại thời buổi này, người bỏ chồng lấy chồng mới cũng khó. Chưa nói gì bà Hồng năm nay đã có tuổi. Nếu bà đi thêm bước nữa thì tâm lý bà phải cứng rắn đến mức nào để không quan tâm những lời gièm pha của người đời. Bà Hồng thấy con hỏi thì lúng túng, sợ bà cáu nên cô chữa cháy khéo sang chuyện khác. Nhắc mới nhớ, bà long tong cầm bọc trứng đi, không quên dặn dò. U mang trứng sang cho cụ nghị đây, hai đứa ở nhà ra vườn mà hái xoài vào mà ăn. U đi tí rồi u về. Nói rồi, bà lại lật đật đi. Trước khi đi qua sân giếng, bóc ngồi tráng bát liền nói. Con ở nhà nhé, u đi có việc tí rồi u về. Cần thứ gì hay khó chịu ở đâu, con bảo cái Huyền đi sang nhà ông Lang lấy thuốc nhé. Vâng, u đi rồi nhớ về sớm ạ. Bà Hồng gật gật đầu, rồi đi cun cút trong đêm. Kể ra bà cũng khôn lắm. Đi tầm tối này, ít người biết. Nếu ai có hỏi, thì bảo sang đấy lấy cái này cái nọ. Áo gấm đi đêm như bà, chỉ là có vấn đề. Nhà chỉ còn Vóc và Huyền. Hai người trải chiếu ra thềm ngồi hóng mát. Vóc liên tục trấn an vợ rằng, mọi chuyện sẽ không sao đâu, đừng có nghĩ nhiều. Vóc bảo, bây giờ ở đây coi như em đã an toàn. Cứ coi như em bị loại khỏi tầm ngắm của người khác là tốt rồi. Còn sau này về lại nhà, nếu có khi nào anh nổi đoán lên như hôm qua, thì em phải diễn theo anh nhớ chưa? Huyền gật đầu mệt mỏi, cô thở dài nói chồng. Đến khi nào mình mới sống tự do tự tại được hả anh? Em thấy căng thẳng quá, toàn người nhà với nhau mà y như đánh trận vậy. Vóc cầm tay rồi nhìn vợ anh động viên. Mình sống hiền lành cơ mà, nhiều người không như vậy em ạ. Không sao đâu, anh sẽ giải quyết ổn thỏa để em không phải lo lắng nữa. Thế còn anh Sơn, anh cứ định đóng vai kẻ thù với anh ấy mãi à? Trong nhà ngoài anh chị gấm ra, em thấy anh Sơn hiền lành nhất đấy. Người không ra gì, mình bỏ cũng không tiếc. Nhưng mà người hiền lành thì mình không nên hiểu lầm. Huyền giải thích thêm một lần để chồng nhận ra, nhưng Vóc chỉ nói vợ. Anh nói rồi, trong nhà mình, ngoài thầy, tức ông cụ Ngôn thân sinh ra mình, thì không nên tin ai hết. Cái gì còn chưa rõ ràng, thì mình đừng chắc chắn vội. Vóc một lần nữa, không tin anh Sơn là người tốt, nhất nhất đòi điều tra. Mặc dù không phục chồng lắm về vấn đề này, cơ mà sợ nói nhiều quá, anh lại nghĩ Huyền với Sơn có gì mờ ám thật, thì khổ nữa. Hai vợ chồng cứ tỉ tê nhau mãi, cho đến khi bà Hồng về. Mang theo một bọc lá sen, bên trong có mấy củ khoai lang nướng thơm phức. Vừa đi đến sân, bà Hồng đã tươi cười kể với các con. Ông cụ nghĩ giàu có thế mà sống giản dị lắm nhé. U sang mang trứng cho ông ấy đang thổi lửa nướng khoai. U bảo trứng nhà có thì cho, nhưng cụ cứ nằng nặc trả tiền. Không những thế, còn gói mấy củ to, cứ bảo mang về cho chúng nó ăn. Bà Hồng kể nhiều lắm. Hễ cứ nhắc đến ông cụ là bà như kiểu tìm thấy sự gì vậy. Huyền nửa đùa nửa thật hỏi. Con hỏi khi không phải chứ, chả hay u đã ăn được gì của ông cụ nghị rồi, hay chỉ có mấy củ khoai thôi mà u cứ cười tít cười miết thế. Bà Hồng đã cắn miếng khoai, nghe xong con gái nói tí thì chết sặc. Bà lườm con gái một cái lắp bắp. Ý mày là thế nào? Ăn cái gì cơ? Ăn khoai đây này. Vóc nghe thì hiểu ngay. Anh cứ tủm tỉm cười mãi. Đúng là trải chiếu ngồi ở ngoài hè, nhìn trời nhìn mây, trăng thanh gió mát thì thích chẳng có gì bằng. Vóc vừa cắn miếng khoai vừa nói với bà Hồng. Đợt này u cho con gửi nhà con ở đây chơi. Khi nào con xong việc sẽ sang đón nhà con về. Bà Hồng cũng không biết bên nhà con rể có chuyện gì thì gật gật đầu. Huyền chột dạ. May sao sáng nay chưa thú nhận với bà là bị đuổi về nơi sản xuất. Chứ dở Vóc sang, khéo nói thế này bà Hồng lại nghĩ Huyền bị dở người cũng là. Ba người đang nói chuyện với nhau say sưa,
thì Vóc dừng lại không ăn khoai nữa, mà anh vẩy tay lên nghe ngóng. Một lúc sau, anh quay sang rối rít bảo bà Hồng. Người nhà đến đón con rồi, U cho Huyền ở đây chơi U nhé. Tí con đứng lên đi về, mà có ăn nói sỗ sàng, U đừng để bụng, con về xong để Huyền giải thích cho U nghe. Bà Hồng vẫn trố mắt nhìn con rể, bà không hiểu con rể đang nói gì. Bà nhìn Vóc, rồi lại đảo mắt sang Huyền. Để củ khoai lại chỗ cũ, Vóc đứng lên, rồi phủi sạch sẽ quần áo. Vừa lúc ấy, chị Giang cùng hai thằng canh cổng đi đến. Vóc liền lèm bèm như say rồi nói. Không về thôi nhớ, tôi chả thiết, làm thằng này béo bở lắm không bằng. Vóc giả vờ say rất chuẩn, giống thật đến nỗi hai chân đứng không vững mà vắt qua nhau. Đôi mắt lừ đừ đỏ au, nhìn như sắp ngủ. Chị Giang đến nơi thì đỡ lấy Vóc. Lần này chị không còn tử tế như lúc ban đầu với bà Hồng và Huyền. Chị chỉ tay nói. Đã về nhà mình thì biết thân biết phận tí đi. Đừng có mà dùng thủ đoạn gì để thằng Vóc nó lại chạy sang đây nữa. Huyền trố mắt. Công nhận chị Giang lật mặt nhanh thật. Nhớ ngày nào chị thay mặt cụ Ngôn rước cô về nhà chồng, vẫn còn chị em. Tuy không dám nói chị là người tốt, nhưng Huyền đánh giá chị sống đỡ tệ hơn Mợ Sơn nhiều. Ấy vậy mà đến giờ, Huyền, nhà U đẻ chị, cũng cạn tàu giáo máng luôn. Lúc đấy Huyền nhận ra là Vóc nói thực sự đúng. Huyền và bà Hồng lặng im, không nói năng gì, vì đã được Vóc dặn từ trước. Sau khi Vóc được cõng về, cả đám cũng về luôn, không còn ai. Bà Hồng nhìn con thắc mắc. Thế này là thế nào hả Huyền? Mắt bà Hồng tròn vo nhìn con. Tuy bà không hiểu những lời nhắc của Vóc bên trong là có sự tình gì, thế cơ mà giọng điệu chị Giang thì sực mùi khinh rẻ nhà bà, khiến bà ấm ức. Lo sợ U lại suy nghĩ, Huyền chỉ nói tóm gọn nhưng đủ ý cho bà hiểu. Tóm lại, nhà người ta tranh giành tài sản với nhau U ạ. Nhà con mai mốt đi học, sợ con ở nhà một mình bị bắt nạt nên bảo con sang đây. Bà Hồng nghe xong thì gật gật đầu hiểu ý. Bà còn cẩn thận dặn con. Chuyện anh em nhà người ta tranh giành thì kệ họ, mình làm dâu đừng xen vào rồi lại mất lòng nhau ra. Huyền nhìn U, bà suy nghĩ không sai, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của một người dân quèn, không muốn ganh đua với ai mà chỉ muốn an phận. Nhưng còn những nhà giàu có, họ ganh nhau từng miếng ăn, tính toán từng đồng từng cắt, chứ sung sướng gì. Hơn nữa, nhà ông Ngôn thì những người con trai tranh giành tài sản ngầm hay thế nào thì cô không biết. Chứ riêng mấy bà con dâu là tranh giành trắng trợn luôn, chứ ngấm ngầm gì nữa. Phải chi nếu ai cũng suy nghĩ hiền lành như bà Hồng thì gia đình ấm êm biết mấy. Cũng may, ông cụ Ngôn còn sống, anh em nể mặt bố mới nhìn mặt nhau. Chứ sau này khi ông chết đi, chắc anh em chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Hoặc thậm chí chém giết nhau vì chia gia tài cũng là. Bởi vậy mới nói, người giàu có nỗi khổ của người giàu, nghèo lại có nỗi khổ của người nghèo. Song con cái tranh giành tài sản thì giai cấp nào cũng có. Điển hình như ông Thìn, ông Tuất, hàng xóm nhà cô đây. Ông cụ thân sinh ra hai ông này xuất thân nghèo đói, nuôi mãi mới được hai đứa con trai. Đến khi lớn lên, dựng vợ ở riêng hết, rồi cuộc sống cũng không khấm khá là bao. Rồi đến ngày ông cụ bệnh, hai đứa con chả ai chăm nom ông cụ, để ông cụ chết cứng, một thân một mình, trong cái nhà chát đất, chát bùn siêu vẹo. Ngỡ tưởng ông cụ chết đi là xong, cuối cùng hai anh em vì tranh nhau một bụi chuối và một cái giường mục nát của thầy mình còn sống mà chém nhau chết. Bởi vậy, người đời nói có khi nào là sai. Lúc nhỏ bám víu lấy nhau, sau này khôn lớn, ai giàu người ấy ăn. Thế rồi, chuyện không may cũng xảy đến. Sau khi chơi bời ở nhà U đẻ được chừng nửa tháng, sáng hôm ấy như thường lệ, Huyền đi thả trâu ngoài bãi rồi tranh thủ cắt cỏ mang về. Thì cô thấy ông Ngụ Nghị thất thểu đi từ phía làng bên về nhà. Thấy cụ Huyền liền chào rồi hỏi. Cụ đi đâu mà về sáng sớm thế này hở cụ? Tao đi thăm thầy chồng mày, ông ấy bị trúng gió đêm qua. Mà sao mày không sang bên ấy xem thế nào, còn đứng ở đây làm gì nữa? Huyền chơ chơ nhìn ông cụ, rồi tá hỏa,
rồi chạy lại chôn cọc buộc trâu chắc chắn thêm một lần nữa, rồi định đội nón lên đầu đi thẳng sang bên ấy. Nhưng rồi cô lại dừng lại hỏi cụ Nghị. Thầy con có bị nặng không cụ? Mà sao chồng con không báo gì cho con biết vậy? Giờ con sang, nhớ bị đuổi thì tính thế nào? Huyền lo cho ông cụ thật sự. Lúc ông cụ ở nhà vẫn còn khỏe mạnh lắm kia mà. Thế mà giờ lại đổ bệnh. Cụ Nghị biết Huyền đang lo mấy đứa con cụ Ngôn không cho vào. Ông tặc lưỡi. Thằng Vóc đi học trên Hà Nội. Có người báo rồi, đang trên đường về. Mày cứ sang đấy xem thế nào. Nó không cho vào thì chạy về bảo tao. Huyền gật đầu. Chạy đi rồi, nhưng nghĩ thế nào lại chạy về nhà. Cầm theo hơn chục quả trứng gà nhà mới đẻ mang sang. Nhìn cái tướng nhỏ thó, chân đất chạy thoăn thoắt, cô lo cho ông cụ thật sự. Ông Ngôn mà có mệnh hệ gì thì Vóc sẽ ra sao? Vợ chồng cô sẽ thế nào? Càng nghĩ, Huyền lại chảy nước mắt, mong ông cụ tai qua nạn khỏi mà sớm khỏe lại như trước. Đến nơi, Huyền thở không ra hơi vì mệt. Đứng trước cổng nhà cụ Ngôn, Huyền lại hơi rùng mình khi nhớ đến cậu Đức. Nhưng rồi cô lấy hết can đảm, gõ cửa gọi gia nhân ra mở cửa. Đối với cô bây giờ, ông cụ quan trọng hơn là sợ hãi. Một lúc sau, gia nhân ra mở cửa rồi cho cô vào. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng cô không hỏi nhiều, bởi đáng lẽ họ sẽ nghĩ cô quay lại hòng chia chác tài sản, thế cho nên sẽ phải ngăn cấm cô không được bước chân vào cửa này mới phải. Sau khi được vào, cô nhanh chóng chạy đến buồng của cụ, thấy chị Gấm vẫn đang ngồi phe phẩy quạt, nhà cửa vắng tanh, không lấy một bóng người. Huyền thấy Gấm thì hỏi. Chị Gấm, sao có một mình chị ở đây? Mọi người đi đâu hết rồi? Mợ Gấm thấy Huyền thì cười tít, chị bảo. Ôi dào, chúng nó đi làm cả rồi. Mọi hôm thầy không sao thì ở nhà chơi dài răng. Đến lúc bị ốm một cái, đứa nào đứa nấy đi làm hết. Chúng nó sợ phải chăm đấy, chị biết thừa. Chị Gấm vừa nói, vừa quạt cho ông cụ. Ông Ngôn tuy mắt lim dim, nhưng vẫn biết rõ giọng vừa rồi là của Huyền. Ông thều thào gọi. Huyền đấy hở con. Huyền chạy vào, ngồi dưới cuối giường bóp chân cho ông, rồi trả lời. Vâng, con sang thăm thầy đây. Thầy thấy trong người thế nào, để con nấu bát cháo trứng cho thầy ăn nhé. Không suy nghĩ, ông cụ gật đầu luôn. Huyền cười, rồi cầm bọc trứng đi xuống bếp nấu cháo, thì gặp cái mùi đang ăn vụng gì đấy. Huyền định hỏi thăm nó dăm ba câu, nhưng nghĩ đến thái độ láo toét của nó hôm trước, nên cô ghét. Vì thế, cứ lù lù đi vào, như thể không nhìn thấy nó. Nhưng nó lại hoảng, nó hỏi Huyền. Ai cho mày vào đây? Mày vào đây làm gì? Nhìn nó sợ hạ chưa kìa. Huyền vừa lấy nồi đặt lên bếp, rồi quay sang bảo nó. Sao? Sợ tới mách bí mật ra, hay gì mà sợ hãi thế? Biết sợ thì đừng có làm. Mùi nghĩ có thể che mắt thiên hạ mãi chắc. Mà thôi, yên tâm đi. Tôi chỉ sang thăm ông cụ tí thôi. Tí tôi về bây giờ. Huyền trấn an, để nó thôi không lải nhải bên tai cô nữa. Cô đã hứa với nó là không nói thì chắc chắn cô sẽ giữ lời. Nấu cháo cho thầy xong, lòng cô cứ bồn chồn mãi. Cầu trời khấn Phật cho ông cụ được tai qua nạn khỏi. Cụ mà có mệnh hệ gì, chắc Vóc sẽ sống không yên ổn mất. Cháo chín, Huyền đập hai quả trứng gà vào, thêm hành răm thơm phức, rồi bê lên tận giường cho ông cụ. Huyền khẽ gọi. Thầy ơi, thầy dậy ăn cháo đi ạ. Cháo con nấu xong rồi, ăn nóng mới không tanh. Nói đoạn, Huyền đỡ ông cụ ngồi dậy, rồi trùm chăn vào người cho ông cụ. Chị Gấm không hiểu liền hỏi. Ơ, thầy ăn sao lại trùm chăn? Thế thì vướng chết, ăn thế nào được? À, trùm chăn thế này mới toát mồ hôi ấy chị, giải cảm nhanh lắm. Gấm gật gù, mấy cái mẹo này thì chị chịu. Chị mà hễ ốm hễ sốt, chị uống thuốc tây, uống nước cam, chứ đời nào chị ăn cháo trứng. Gấm nhìn Huyền cho ông cụ ăn, bát cháo múc đến đâu gọn gàng đến đấy, không dây ra ngoài một tí nào. Chị cứ cười rồi bảo Huyền. Chồng mày chăm người ốm khéo phết nhỉ, y như con gái chăm thầy ấy, nhìn thế này ai biết mày con dâu. Huyền thấy chị Gấm khen cái này cũng đúng, liền kể. Ngày xưa em chăm thầy em bao nhiêu năm,
Ông đi làm ở trong Nam, xây nhà bị ngã, rồi nằm luôn từ đợt đấy. Em cứ vừa làm, vừa chăm thầy, thế nên kinh nghiệm chăm người ốm đau cũng có chút ít chị ạ. Huyền thật thà kể, nhưng nói đến đây thì ông cụ tuyệt nhiên không ăn nữa, trong khi lúc vừa rồi ông vẫn ăn rất ngon. Huyền thấy cụ không ăn thì xoa lưng hỏi. Thầy no rồi hở thầy, hay thầy muốn ăn thêm không, con múc tiếp nhé. Ông cụ không nói gì, chỉ cúi mặt lắc đầu. Bỗng ông òa lên khóc như một đứa trẻ, khiến hai nàng dâu lo lắng, rối rít xoa tay xoa chân. Thầy ơi, thầy đau ở đâu hả thầy? Thầy có chịu chỗ nào, thầy phải bảo các con nhé. Không, chúng con không biết chỗ nào đâu. Một lần nữa, ông Ngôn lại lắc đầu. Những giọt nước mắt cứ thế chảy trên khuôn mặt, thống khổ, đã quá nhiều nếp nhăn. Khó khăn lắm, ông cụ mới đưa tay lên xoa mặt, rồi bình tĩnh, định thần. Ông nói bằng cái giọng run run yếu ớt. Thầy có tất thảy 5 đứa con, không tính thằng Đức là còn 4 đứa con trai, với 4 đứa con dâu, tổng cộng là 8. Nhưng rồi đến lúc ngã bệnh, con trai thì không có nổi một đứa, đứa nào đứa nấy chối bỏ trách nhiệm, chỉ còn 2 đứa con dâu trông nom. Có phải đời này thầy bất hạnh quá không? Rồi cứ thế, thút thít như một đứa trẻ, mọi hôm thấy ông lạnh lùng, ít nói đã quen. Bây giờ thấy ông khổ sở thế này, Huyền thấy thương ông vô cùng. Người nghèo khóc, người giàu cũng khóc, nhưng có lẽ họ giống nhau ở cái đích. Một là khóc vì tiền, hai là khóc vì tình nghĩa. Nếu như năm xưa Huyền khóc vì không có tiền chạy chữa cho thầy, vì không có miếng ăn, thì hôm nay ông cụ Ngôn khóc vì những đứa con bỏ mặc khi thầy đau yếu. Huyền và Gấm cứ nhìn nhau thở dài, nói bao nhiêu câu ông cụ cũng không thôi khóc lóc. Nghĩ ngày xưa, con bé nhỏ yêu thương, chăm bẵm, giờ thầy một thân một mình già yếu thì chúng nó bỏ mặc. Trong đầu Huyền bất giác nghĩ đến câu nói cay đắng đến tột cùng. Một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không bao giờ nuôi nổi mẹ mình. Thấy ông cứ đau khổ như thế, Huyền tìm cách nói cho ông lạc quan lên. Không phải các anh ấy bỏ mặc thầy đâu, như thầy cũng đã biết đấy. Anh Gấm thì đi làm xa không nói, chồng con đi học thì U cũng biết. Còn anh Giang với anh Sơn cũng mỗi người một công một việc. Con với chị Gấm chăm thầy chẳng lẽ không chu đáo hay sao? Anh chị cũng nhờ con với cả chị Gấm rồi. Nhiều lúc nhiều người ở đây quá, mỗi người một ý cũng phiền lắm thầy ạ. Huyền nhẹ nhàng hết mức, để ông cụ thôi không nghĩ ngợi. Chứ thực tế có ai nhờ vả cô hay gì đâu. Phải như người khác, cô bơm đều ông cụ mấy câu là ông tức sặc tiết mà chết rồi. Sau một hồi mùi dại, buồn tủi, ông cũng thôi không khóc nữa, mà chỉ thở dài, nói với hai đứa con dâu. Thầy đẻ ra chúng nó, nuôi từ bé đến lớn, đứa nào tính khí thế nào thầy biết cả. Thầy không trách thằng Gấm với thằng Vóc, chỉ có điều những đứa kia thì nó không nghĩ như thế. Thầy cũng già cả rồi, sống nay chết mai, cũng chẳng biết thế nào mà lần. Vì thế cho nên, thầy đã viết một lá thư di chúc gồm tiền, nhà và đất đai cho từng đứa. Thầy có gửi dì Phượng, tức em gái U thằng Bóc bên Mỹ, vì ở Việt Nam này, thầy không tin tưởng bất kỳ đứa nào cả. Đời thầy làm lụng vất vả, tiết kiệm chắt bóp cũng chỉ là để cho các con. Nhưng đến lúc già yếu, đứa nào hiếu, đứa nào bất nhân, thầy mới đưa ra được quyết định chính xác nhất. Ông cụ ngồi tâm sự mãi với hai người con dâu. Mãi đến tận trưa thì ông cụ cũng ngủ. Hai chị em lại kéo nhau ra ngoài ao. Huyền nói với chị Gấm. Chị xem thế nào, bảo các anh chị thống nhất mà đưa thầy đi viện đi chứ. Em thấy sắc mặt của thầy xấu lắm, cứ xanh xanh tái tái, lại cộng thêm tuổi già thế này, e khó qua lắm. Chị Gấm nghe Huyền nói xong thì cầm viên gạch ném cái bùm xuống ao. Chị quắc mắt tỏ ý tức giận. Chị bảo, tiền sư chúng nó, đêm qua chị cũng nói như mày ấy. Chị bảo người già sức yếu, ngã là bị ảnh hưởng, định sáng nay sẽ cho đi viện, nhưng không một con thằng nào mở mồm ra ý kiến gì. Anh Gấm thì không về được, nhưng anh ấy giao toàn quyền quyết định cho chị. Chị hỏi cũng cho có thôi, vì bản thân mình chỉ là con dâu thứ. Hai nữa là sợ có mệnh hệ gì mà lỡ ông cụ không qua khỏi thì chúng nó còn không đổ trách nhiệm lên đầu chị.
Chị ở nhà, chị cũng chẳng làm gì, chị cũng chẳng cần ai phải hộ chị đưa thầy đi. Nhưng cái chị cần là, chị cần sự thống nhất, một lời nói. Chứ thấy kiểu này, xem thầy từ nay đến chiều thế nào, chắc chị tự đưa thầy đi. Còn kệ cha đứa nào, muốn ý kiến ý cò gì, để chị gang họng cho nó ra. Chị Gấm bức xúc nói thẳng, chứ không sợ ai. Huyền hiểu chị suy nghĩ gì, cũng chỉ biết thở dài buồn chán. Phải đưa ông cụ đi chứ. Tuy là người không hiểu lắm về y học hiện đại, nhưng từ lúc thầy cô lên trạm xá, mấy lần cô cũng hiểu được. Nếu cứ sống mãi kiểu lạc hậu quê mùa, có bệnh không mang đi bệnh viện, mà ở nhà đắp lá hay cúng bái, thì sớm muộn gì cũng chết oan. Hai người đều cảm thấy xót xa cho cụ Ngôn, nhưng không ai nói gì, chỉ biết động viên cụ sống thật lạc quan, mạnh mẽ, để còn làm trụ cột cho gia đình. Cụ mà có mệnh hệ gì, thì cái cơ ngơi này cũng coi như mất nóc. Quá trưa, Huyền nhìn lên đồng hồ, rồi đội nón lên đầu. Cô bảo mợ Gấm. Thôi, chị ở đây nhé. Em vào nấu cho thầy ít cháo thịt, để sẵn rồi tí thầy dậy chị cho thầy ăn nhé. Em nấu xong em cũng phải đi về đây, chứ để tí nữa mấy con bướm hãm nó về, nó lại xé xác em ra. Huyền nói xong thì đi xuống bếp nấu cháo. Chị Gấm cũng lò dò đi theo. Chị bảo. Mày sợ cái đếch gì chúng nó? Giờ thầy ốm thế này, mày mà đi chị trông thế nào được? Chị bảo cái mùi nó hộ. Mai em lại sang, em chị chạy qua chốc lát rồi em lại về. Chứ chị biết rồi đấy, ở đây có ai ưa em đâu. Mà hôm trước em cũng về nhà đẻ thì khác nào người dưng nữa. Chị Gấm nghe Huyền nói vậy thì không nói gì thêm. Chị cũng khó xử. Giờ Huyền con dâu cũng không phải, mà người dưng thì cũng không. Kiểu nửa vời thế này thật khó xác định. Trong khi ở nhà một đống con lại bắt Huyền trông nom ông cụ, quả thật là không công bằng. Nhưng đen cho Huyền, khi vừa nấu xong cháo để đấy tính ra cầu ao rửa chân tay mặt mũi để đi về, thì bắt gặp hai cặp vợ chồng đi về. Giờ này đã là đầu giờ chiều, mỗi người trên mồm còn ngậm cái tăm. Đấy, thầy thì đau ốm tưởng chết, có mỗi chị Gấm trông. Ấy thế mà chúng nó đi phẻ phỡn ăn uống ở ngoài. Huyền nhìn mà tức, cũng chẳng thèm chào lấy một lời, rồi đội cái nón sách lên đầu, vừa bon mồm chửi bâng cua. Đúng là đẻ cho lắm vào mệt lờ. Này, con danh, mày định nói cái gì? Sao? Thích thế nào để con này còn chiều? Sau khi mợ Sơn nghe được, thì hùng hổ trực đánh Huyền. Nhưng cô nào có vừa, đấm nát cái nón sách, rồi đẩy chị Sơn ngã chổng ngược, khiến ba người đứng đấy lại can. Chị Gấm từ trong bếp thò đầu ra, thấy Huyền xốt chị dâu ngã, lại chui vào. Chị cứ tưởng Huyền bị đánh, chị còn sợ, chứ mà cô đánh người khác, chị vẫn cứ là ủng hộ. Sau khi anh Sơn lôi vợ ra, đến Huyền không đánh nữa, thì chị Sơn lại bắt đầu xỉa sói. Sao nào? Đánh hơi thấy thầy sắp chết định về hôi của, mèo khóc chuột hay khóc mướn gì để chia chát nào? Cái thứ nghèo hèn, làm gì có tự trọng? Huyền sau khi thấy ông cụ ốm đấy, con cái thì chối bỏ trách nhiệm, cô thấy bức xúc thật sự. Giờ cô cũng chẳng phải con dâu ông cụ hay em dâu út của ai, nên chả sợ gì. Cô chĩa tay chỉ tận mặt mợ Sơn. Ông cụ gọi tao về, để chị mấy cái lũ mất dạy như chúng mày đấy. Thầy ốm nằm trơ trơ, cũng chả hỏi thăm được câu nào, mà mõm đứa nào đứa đấy đầy mỡ rồi. Mợ Sơn thì như con hổ đói, muốn cào mặt Huyền, nhưng ba người còn lại thì bình tĩnh chẳng bức xúc. Anh Sơn thấy Huyền nóng nảy thì nói khéo. Mợ về thăm thầy anh biết, anh rất quý. Hôm nay ngày đẹp, anh thì đi đám cưới con ông tổng đốc trên huyện, còn anh chị Giang thì đi ăn cỗ dỗ ông phó chánh làng bên. Những người này toàn là người tai to mặt lớn, trước kia thầy mình rất nể phục. Thế cho nên không đi không được, mợ thông cảm. Trước khi đi, anh có mua thịt để bếp nấu cháo cho thầy, dặn mợ Gấm ở nhà trông nom thầy cẩn thận. Chứ phận các anh các chị cũng là con, ai lại bỏ mặc thầy bao giờ? Huyền đang tức, nghe anh Sơn nói mấy câu cũng xuôi. May cho con vợ anh Sơn đấy, chứ khích bác câu nữa thì tí nữa có đứa vỡ mồm. Anh chị Giang đứng đấy cũng không nói gì, giờ Huyền khác nào chí phèo đâu. Mấy lần ở nhà thấy cô đánh mợ Sơn túi bụi, đụng đến cô người ta cũng ngại. Thế cho nên thấy Huyền dịu dịu
Rồi chị Giang mới nhẹ giọng nói Huyền. Huyền qua chơi với thầy, anh chị biết ơn lắm. Thầy mình lúc còn khỏe cứ nhắc đến em suốt. Chị nói thế này, em xem có được hay không? Như em cũng biết đấy, ông cụ nhà mình giờ bị như thế, chả biết còn sống được mấy hôm. Thôi thì em cứ qua đây, nấu cho ông cụ bữa cơm, coi như là trọn tình vẹn nghĩa. Để đến khi thấy có mệnh hệ gì thì em cũng không ân hận Huyền ạ. Huyền cười nhếch mép, cái cười biểu hiện sự khinh bỉ cực độ. Cô tiến lại gần mợ Giang rồi bịt mũi. Này, chị ăn cái gì mà thở ra mồm chị thối thế? Thầy còn sống sờ sờ thế kia, mà một điều chị bảo ông chết. Hai đều, chị nói ông cứ không sống được là có ý gì? Không, chị không có ý đấy. Chị chỉ nghĩ thầy tuổi cao sức yếu mà thôi. Chứ thầy khỏe mạnh, phận làm con như chị chả được nhờ thì sao? Ôi giời, nghe mấy cái câu khắm khú của chị ta kìa, nghe mà phát mửa. Huyền nói lại. Muốn thầy khỏe mạnh mà không đưa ông cụ đi viện để nằm chờ chờ ra thế kia à? Chị có hiếu quá đấy. À, mà hôm trước sang nhà tôi chửi đều, nhà tôi ghê lắm mà. Giờ lại mời sang nấu cơm cho thầy nữa kia. Không phải vì sợ phải nuôi người ốm mà bảo tôi sang đấy chứ. Bị Huyền bóc mẽ nên chị Giang chẳng nói được câu nào. Anh chồng cũng thế. Từ cái hôm Huyền mới về, tưởng cô hiền lành, định sàm sỡ, bị cô hét toáng lên, thì đến bây giờ cũng chẳng dám ho he lấy một lời. Không ai nói gì thêm, anh Sơn lại bảo. Anh biết là nhiều khi anh chị tham công tiếc việc, để thầy một mình cũng không phải cách. Thế nên nếu mợ rảnh rỗi, mợ cứ sang đây với thầy, không cần làm gì cũng được. Chỉ cần mợ ngồi nói chuyện vài câu cho ông cụ đỡ buồn là tốt lắm rồi. Huyền nhìn một lượt đám người con của cụ Ngôn, rồi vơ lấy cái nón sách đi thẳng mà chẳng chào lấy một lời. Cô thì không có bụng để tâm mấy đứa con mất nết ấy, cô chỉ quan trọng sức khỏe của ông cụ thế nào thôi. Ngày hôm sau, Huyền lại nấu cháo mang sang. Lần này cô nấu ở nhà mang đi, chứ không đến đấy nấu nữa. Nhân tiện nấu nhiều cho cả chị gấm ăn. Chắc chị cũng mệt mỏi lắm. Hôm qua Huyền có kể với bà Hồng về bệnh tình cụ Ngôn, bà cũng xót xa lắm. Thế nên sớm nay bà dậy thịt con gà mái, đẻ, luộc lên, xong xé thịt làm cháo để Huyền bưng qua nhà. Huyền đi qua nhà ông cụ lúc còn sớm tinh mơ. Vừa đến nơi đã thấy chị gấm ngồi ở hè, hai con mắt chị đen chũi, lử đừ mệt mỏi. Huyền vào liền hỏi chị. Chắc đêm chị không ngủ được tí nào à? Chị ăn bát cháo rồi vào chợp mắt một lúc đi, em trông thầy cho. Đưa cái làm có nồi cháo gà bên trong cho chị gấm, chị Lý nghĩ bảo. Thôi, tao ngủ luôn đây, cả đêm tao không chợp mắt một tí nào. Nói thì người ta cười, tao sợ thầy tắt thở lúc nào lại không biết thì chết. Thế nên lâu lâu toàn giả vờ ra quạt cho thầy, rồi sờ mũi xem còn thở hay không. Tí mày cho thầy ăn nhé. Tầm trưa tao với mày đưa thầy đi viện. Tao có đặt xe rồi, trưa là người ta đến chở. Huyền gật đầu, nhìn theo cái dáng người thất thểu của chị mà thương. Ngó vào trong nhà, thấy ông cụ vẫn ngủ, sẵn không có việc gì làm. Huyền gánh nước lên tưới mấy cây mai, cây hồng mà cụ lúc khỏe hay chăm bẵm. Huyền sợ không ai tưới, khô cằn, lại chết mất thì uổng. Vừa mới mang thùng ra tưới được 3 gốc đào, thì Huyền nhìn thấy mợ Sơn đang định lấy cái nồi cháo trong làm ra ăn. Kể ra cái mũi mợ còn thính hơn cả chó nữa. Đang mệt thì chớ, lại thấy cảnh này, Huyền không do dự lia một phát cái quang gánh vào chân chị Sơn. Chị đau quá ngã chổng cành ra hè, nhưng không dám kêu lớn. Huyền vừa đi vừa chửi. Chó, chó, định ăn vụng đấy hả? Miếng ăn là miếng nhục, cút ra chỗ khác. Này, con kia, mày gọi ai là chó đấy? Mày láo vừa thôi, tao lại vặn răng bây giờ. Ừ hay, tôi chửi chó thì mắc mớ gì chị lên tiếng. Cái loại xấu từ nết ăn xấu đi thì chỉ có cho ăn liền, ăn xả thôi. Huyền vơ lấy cái quang gánh giơ lên dọa. Mợ Sơn liền đưa tay ra đỡ. Vì nghĩ đến việc Huyền còn ở đây trông ông Ngôn nên ngậm ngùi ra sau nhà. Huyền đậy lại cái nắp vung cho khít rồi lại gánh nước tưới cây. Kể ra con mẹ Sơn này ham ăn còn hơn lợn. Người thì béo, lúc nào cứ để đồ ăn là không cần biết của ai, cứ thế lao vào ăn. Bị Huyền chửi cho bao lần vẫn không chừa,
Khi Huyền tưới cây xong thì cũng là lúc nhìn thấy cái mùi lại chui từ đống rơm đi ra. Nó bao biện bằng cách rút một bó rơm con đi vào che mắt thiên hạ. Nhìn thấy Huyền, nó không những không sợ, ngược lại còn vách cái mặt lên. Vừa lúc ấy, cô nghe tiếng ông cụ húng hắng ho, làm cô nhớ ra rồi chạy vào buồng. Ông cụ đã dậy, Huyền xoa lưng rồi hỏi han. Thầy thấy trong người thế nào? Thầy có đau ở chỗ nào không? Không, thầy đỡ rồi, chỉ mệt tí thôi. Ông cụ vừa nói, vừa định ngồi dậy, thì Huyền nhanh tay đỡ lấy. Trông ông cụ nom có vẻ khỏe hơn ngày hôm qua thật. Huyền nói với ông Ngôn. Thầy ngồi đây, để con đi lấy cháo cho thầy ăn nhé. Nói rồi, Huyền xách cái làn vào cùng một cái bát to. Múc cháo ra bát, ông Ngôn nhận lấy rồi bảo Huyền. Thầy tự ăn được rồi. Huyền nghe thế thì để cho ông cụ tự xúc ăn. Trong khi chở cụ ăn xong, Huyền mang ấm trà đi rửa. Vì rất có thể hôm nay sức khỏe khá lên, ông cụ sẽ muốn uống trà. Mang ra sân giếng rửa, Huyền cứ đến chỗ này lại dùng mình vì sợ. Nhưng vì là ban ngày, chắc có lẽ sẽ không thấy gì dị thường. Mang ấm trà ra rửa, vì từ hôm ông cụ ốm đến nay, dồn vào đã gần 2 ngày liền, nhưng bình trà chưa có dấu hiệu két lại vì bẩn. Nhưng sau khi mở nắp ấm, Huyền phải bịt mũi lại, vì mùi giống như thuốc tẩy, sộc ra rất khó chịu. Huyền nhăn mặt nhìn, lạ thật, trà sau 2 hôm không ai đổ, nhưng lại không có dấu hiệu bị thiêu. Đầu Huyền bỗng lóe lên một vài giả thiết, rằng liệu có trường hợp ông cụ Ngôn không phải bị trúng gió, mà là do bị uống thuốc độc dẫn đến chuyện ngất, và cũng có khả năng lượng thuốc trong bình chưa đủ mạnh nên ông cụ vẫn còn cao số mà sống sót. Huyền nhìn ngược nhìn xuôi không thấy ai, cô liền đổ bã trà cả bước ấy vào túi, rồi cất đi cẩn thận. Thì lại phát hiện thêm, dưới đáy ấm trắng bóc như thể ai đó đổ lọ axit vào ấy vậy. Một loại thuốc độc mà tẩy trắng được cả đất nung thì loại này không tầm thường chút nào. Trong đầu Huyền chợt lóe lên một suy nghĩ, cô giấu cả cái bình ấy vào bụi, chờ khi nào đi về rồi lấy mang về nhà nghiên cứu một thể. Vì ở nhà ông cụ này sợ nhiều tai mắt không hay. Một lúc sau, Huyền đi vào. Cô thấy ông cụ đã ăn xong, liền gãi đầu nói. Thầy ơi, nãy con bê ấm chén đi rửa, chả may làm vỡ mất rồi thầy ạ. Huyền nói lấp lửng giọng hơi áy náy, nghe vậy ông cụ xua tay. Vỡ rồi thì thôi, không sao đâu con ạ. Thầy giờ cũng yếu lắm, chả có tâm trạng nào mà uống trà nữa. Thế dạo này ở bên ấy, con có thấy thằng Đức nữa không? Sang đây liệu có sợ? Ông cụ hỏi Huyền. Ông sợ Huyền sang đây chăm ông, lại gặp liên lụy thì khổ. Huyền lắc đầu đáp. Không sao đâu thầy ạ. Từ hôm qua con về cũng không thấy gì bất thường nữa cả. Chắc anh ấy cũng xuôi rồi. Nghe Huyền nói, ông cụ cũng gật đầu. Ông liền kể. Vậy thì chắc có hiệu nhiệm rồi. Tối hôm sau nữa, bà thầy lại sang. Bà cũng bái suốt, rồi điểm một lá bùa ở trong giếng. Bà ấy nói định đưa cho con một lá. Cơ mà thầy bảo mày về từ hôm đấy rồi. Thế là bà ta bảo chắc cũng chẳng cần đưa nữa. Vì yểm lá bùa ở giếng là bùa phát huy công dụng mạnh nhất rồi. Huyền gật đầu. Ông cụ nhắc làm cô thêm nặng lòng. Cũng chỉ vì chuyện chẳng đâu vào đâu mà cô phải về nhà đẻ ở. Kỳ thực cô không hiểu tại sao cắt duyên âm cho cô lại không được. Chỉ còn nước bỏ chồng. Liệu có phải anh Đức hóa quỷ thật hay là do bà ấy? Này là dở. Ông cụ hôm nay tiến triển khá tốt, nhìn mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Huyền đi lấy mấy quả cam vắt nước cho ông uống. Trong lúc ấy ông lại kể. Hôm qua thầy nhờ người đi đánh điện nhắn cho thằng Vóc, thì nó bảo nó đang thi. Mấy hôm nữa nó thi xong mới về được. Đợi nó thi xong thầy xin việc cho nó trước, chứ lỡ dở mà thầy chết thì lại khó. Ôi dào, thầy cứ khéo lo. Thầy cứ lo sức khỏe đi đã, còn ách Vóc kệ anh ý. Thầy đã lo cho anh ý cả đời rồi, giờ sắp sửa ra trường, tự anh ấy lo nốt. Chẳng lẽ thầy không tin anh Vóc à? Huyền vừa nói, vừa đưa cho ông cụ cốc nước cam. Cụ trầm giọng bảo con dâu. Không phải là thầy không tin nó là thằng thông minh thầy biết, nhưng thầy không muốn nó vất vả thôi. Nó chết trẻ, đã thiệt thòi cho nó lắm rồi, thầy không muốn nó khổ thêm nữa.
Thầy đẻ ra 5 đứa con thì có thằng chồng con với thằng gấm là thầy thấy mát mặt nhất, nghe lời thầy nhất, mà cũng là đứa thành công nhất. Còn mấy đứa kia thì thầy chán lắm, chẳng buồn nói. Thầy chỉ mong sau khi thầy chết đi, thằng Vóc có công ăn việc làm, rồi hai đứa mày dắt nhau ra ở riêng. Còn cái nhà này làm nơi thờ tự cho thầy, vậy là ổn thỏa. Ông cụ cứ nhìn xa xăm mà nói về tương lai. Hóa ra từ đầu đến cuối, ông vẫn mong Huyền có thể quay lại ở với Vóc, chứ không phải là bị đuổi về nhà đẻ như cô đã từng suy nghĩ. Với ông cụ, không có việc gì là không làm được. Chỉ cần nhất quyết và cố gắng thì mọi điều sẽ nằm trong tầm tay. Hai thầy con đang tỉ tê trò chuyện thì anh Sơn đi vào, trên tay cầm cái chân giò treo vào sợi lạt. Anh cười phớ lớ kể: "Mợ Vóc cũng ngồi đây à? Mợ mang cái chân giò này xuống bếp ninh cháo cho thầy giúp anh. Chân giò mới mổ thịt còn nóng nguyên đấy, anh tranh mãi người ta mới để cho." Huyền cầm lấy cái chân giò mang xuống bếp nghĩ bụng: kể ra không phải do con vợ anh Sơn nó đanh đá, sống không biết điều, thì giữa cô và anh Sơn cũng chẳng có chuyện gì bất đồng. Huyền mang cất chân giò đi. Đang đi lên nhà thì nghe thấy anh Sơn hỏi chuyện thầy: "Thầy thấy trong người thế nào? Chiều con được nghỉ rồi, để con chuẩn bị đồ đưa thầy đi viện." "Không cần đâu, thầy khỏe lại rồi. Nói con vợ mày nấu cho thầy bát cháo như con vợ thằng Vóc ấy là thầy ăn lại khỏe ngay." "Trần đời, nó với con vợ thằng Giang ở nhà này bao nhiêu năm rồi, ấy thế mà trông nó chửa nấu cho thầy được cái gì, dù là bát cháo trắng. Con cái dở như cứt đấy, thế mà xin tiền thì nhanh lắm." Anh Sơn đứng chỉ biết cãi đầu. Huyền nghe thấy ông đang giáo kể tội con dâu cũng không xen vào nữa, liền đi xuống sân. Vừa hay chị Gấm cũng đã dậy, chị hỏi Huyền: "Cháo nãy thầy ăn, còn không chị xin bát, muốn ngủ thêm tí nữa mà đói không chịu được." Huyền cười, cô đem nồi xuống đun lại cháo cho chị Gấm ăn. Cả hai cùng ngồi dưới gốc cây bên cạnh nhà bếp cho mát. Hai người đang nói chuyện thì con Mùi lại bê thuốc ra phơi. Lần này nó mang cả hai bao ra trước sân phơi như rơm kín cả một góc. Huyền thấy nó cứ lừ lừ nhìn mình, biết nó vẫn đề phòng câu chuyện cô biết về bí mật của nó, nên từ đầu đến cuối nó chỉ biết theo dõi cô, sợ cô kể ra bí mật động trời này. Thấy nó càng dè chừng, cô lại càng muốn nó sợ, vì chỉ có như thế nó mới biết hoảng mà thôi, không làm điều gì trái với luân thường đạo lý nữa. Tiến đến gần, cô nhặt một cái rễ cây lên ngửi rồi hỏi nó: "Mùi phơi thuốc cho ai vậy? Mà mấy loại này là loại gì?" "Đây là thuốc bổ đậu thai. Cái mợ cầm là rễ hoa huệ với trà là, uống vào dễ đậu thai lắm." Cái Mùi định gọi Huyền là mày, nhưng thấy mợ Gấm ở đây, nó bèn nuốt cục tức mà gọi là mợ. Nó thấy Huyền cứ nhìn đều nó thì càng sợ, đành lùi lùi ra sau nhà. Huyền nhìn theo nó, dáng nó chạy mà lẩm bẩm: "Thuốc bắc mà có cả rễ hoa huệ à?" Thấy Huyền trầm ngâm, chị Gấm xua tay bảo: "Ôi dào, uống chán muốn nôn cả thuốc ra mà có ăn thua mẹ gì đâu. Nó ngày nào chẳng phơi cho chị với con mợ Sơn uống mà chẳng ăn thua gì sất. Mày có uống thì uống, nhưng mày mới lấy chồng nên cứ từ từ xem sao. Chắc sang năm anh Gấm có được nghỉ, chị bảo anh qua Pháp một chuyến xem khám xét thế nào. Chứ ở đây thuốc nam thuốc bắc chán rồi chẳng ăn thua." Chị Gấm thật thà kể: "Huyền nhìn chị, chắc chị mong con lắm. Lấy nhau bao năm nhưng lại không thấy tin vui gì cũng nản." Chẳng phải Huyền do đang nghi quá hay gì mà cô lại lẩm bẩm hỏi chị Gấm: "Chứ chị với chị Sơn đều giống nhau, đều khó có con à?" "Không, mụ Sơn là có một lần nhưng bị hỏng, còn chị là chưa có lần nào. Hay cái giống nhà này là tinh trùng yếu nhỉ?" Chị Gấm xúc một miếng cháo thật to cho vào mồm rồi suy nghĩ. Huyền liếc chị một cái rồi bảo: "Nếu là theo gen thì thầy mình sao đẻ được 5 người con, với lại anh Giang chẳng sinh được 2 đứa con gái đấy thôi. Cái này chắc do sức khỏe thôi, chứ không phải do gen gì đâu." Huyền suy luận khiến chị Gấm gật gù khen đúng. Chị nói: "Hồi mới cưới được 2 năm không có con cũng nôn lắm. Xong ai bảo gì cũng đi khấn vái thuốc thang các kiểu nhưng không ăn thua. Được cái anh Gấm không đặt nặng vấn đề con cái với chị,
Anh ấy ra ngoài nhiều, tiếp xúc với Tây nhiều. Anh ý bảo nhiều đôi vợ chồng nhất quyết không sinh con, sống cho thoải mái. Chị thì chị vẫn muốn có con. Mình là người Việt Nam cơ mà. Chứ anh Sơn ấy, lúc nào cũng ép vợ uống thuốc đậu thai, có khi cả hai cùng uống. Mày không biết thì thôi, có đêm chẳng biết có phải tác dụng thuốc hay không. Đêm đến, chị thấy hai ông bà trần truồng đuổi nhau, chạy ở chỗ lu mắm ấy. Mợ Sơn thì cứ thều thào, xin chồng sợ người khác nghe thấy. Nhưng anh Sơn không tha, túm được là nện vợ ngay trên nắp lu mắm luôn. Huyền nghe xong thì cười như dở. Anh Sơn trông hiền lành thế mà cũng chả phải hiền lành đâu. Nhưng cô cũng hiểu, ai mong có con thì đều như vậy cả. Đến đầu giờ chiều, Huyền, Gấm và cậu Sơn đưa ông Ngôn đi viện. Sợ bệnh viện tuyến huyện không chính xác, cả ba đưa cụ lên bệnh viện tỉnh. Xe đi đến sân, đã có 5-7 bác sĩ đẩy băng ca ra đón ông cụ vào. Người ta tận tình đến nỗi còn chẳng cần người nhà mất sức mà đẩy thẳng vào buồng bệnh. Huyền bật cười bất mãn. Ngày xưa Huyền đưa ông Hồng đi khám, nhưng không ai đối xử tốt với nhà cô thế này. Cuối cùng cô nhận ra, cô cũng giống nhà ông Ngôn, chỉ khác ở chỗ nhà cụ Ngôn thì có tiền, còn nhà cô thì không. Ông Ngôn được mang đi xét nghiệm, đi siêu âm. Trong thời gian chờ đợi, Huyền thì thầm với chị Gấm về chuyện phát hiện cái ấm có chất độc. Chị Gấm ạ, lúc sớm nay em đi rửa cái ấm trà cho thầy, trong ấy sực lên mùi thuốc ghê lắm. Liệu lần này thầy ốm có liên quan gì đến cái ấm trà ấy không? Huyền thì thầm, nhưng anh Sơn bên cạnh cũng thính nghe thấy hết. Anh thì thầm lại. Vậy ý thím là có người bỏ độc vào ấm trà của ông cụ nhà mình ấy hở? Vậy thím nghi ai? Câu hỏi của anh khiến Mợ Gấm và Huyền đặt ra câu hỏi. Huyền liền nói. Cái này em không dám nghi ai trong nhà mình cả, mà em nghi người làm nhiều hơn. Anh xem, có khi nào thầy mình đối xử với người làm khắt khe cho nên người ta tìm cách trả thù không? Huyền hỏi lại anh Sơn, vì cô nghĩ rằng cho dù các con ông Ngôn có tệ bạc đến thế nào, nhưng cũng không ác đến nỗi lại lấy mạng cha ruột mình để cướp của. Anh Sơn bặm môi nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. Chắc không đâu em ạ. Thầy mình tuy mang tiếng keo kiệt, tằn tiện, ấy nhưng mà đối với người làm lại rất tốt. Lương trả đúng hẹn không thiếu một cắc. Điều này phỏng đoán của em không khả quan lắm đâu. Huyền gật đầu. Thực sự trong thời gian Huyền đi về nhà bà Hồng, cô lại không có thời gian để ý đến ông cụ. Giờ hỏi đâu là điểm nghi vấn, cô cũng chỉ tìm được mấy người xung quanh nhà. Nhưng biết đâu, có người đến chơi, rồi hạ độc ông cụ cũng là. Điều ấy là khó tránh khỏi. Ngồi mãi, ba anh em cứ thế đoán giả đoán non, liệu ông cụ có thể bị hạ độc. Anh Sơn cứ nghe đến chuyện phỏng đoán cụ bị hạ độc là lại gằn giọng tức tối. Anh mà biết đứa nào cho thầy uống thuốc độc, anh thề, anh xé xác chúng nó ra. Huyền và Gấm nhìn nhau thở dài, dù không nói, nhưng hai người đều có những suy luận giống nhau. Biết đâu không phải người ở trong nhà, mà lại là con sâu thì sao? Vì con sâu có phải cụ đẻ ra đâu. Những người trong nhà đều có khả năng làm chuyện này. Chờ mãi cuối cùng, bác sĩ cũng đi ra. Ông cầm một đống xét nghiệm của cụ Ngôn, rồi nhau mắt kết luận. Ông cụ bị ngộ độc, hơn nữa do tuổi cao nên đã bị ngất. Tôi sẽ kê cho mấy ngày thuốc, cụ uống sẽ ổn định lại. Mọi người theo tôi ra lấy thuốc nhé. Người bác sĩ nói xong liền đi trước. Anh Sơn nói với hai người, để anh đi lấy thuốc, hai người cứ ở đây trông thầy nhé. Huyền và Gấm gật đầu. Để cho Sơn đi, hai chị em nhìn nhau rồi nói, chị có thấy điểm gì bất thường không? Sao em cứ thấy nó sai sai ấy? Như ngày xưa bố em đi khám mấy lần, tuy chỉ là bệnh viện huyện thôi, cơ mà người ta đọc kết luận cho người nhà nhiều lắm, chứ không tóm gọn luôn thế này. Với lại em nghĩ chắc chắn cái ấm trà sực mùi thuốc sâu ấy có liên quan đến sức khỏe của thầy mình. Chị Gấm gật đầu đồng ý. Chị nói theo, chị cũng nghĩ như mày. Ngày hôm thầy chị bị ngất ấy, chị cũng có ở nhà. Thầy đang tưới mấy chậu cây thì hoa mắt rồi ngã luôn xuống. Bình thường do ngộ độc chị ít thấy ai ngất luôn lắm. Một là phải miệng nôn trôn tháo, hay là hoa mắt, sùi bọt mép này kia, chứ thầy lịm đi luôn cơ mà. Liệu ông ta
có khám phải đọc đúng hay không? Chưa mấy biểu hiện này, dân thường còn biết, chứ lẽ nào người thâm niên kinh nghiệm như ông ấy lại không biết? Có khi nào? Chị Gấm ngập ngừng. Huyền nhìn chị, rồi nói nốt vế sau. Chị định nói, có người mua chuộc ông ta ư? Chị Gấm liền gật đầu, không ai bảo ai. Họ đi theo người bác sĩ và anh Sơn đến quầy thuốc. Đến nơi, họ nấp sau cánh cửa, chỉ thấy người bác sĩ đang đọc toa thuốc, rồi hướng dẫn cách uống. Hai người nghe xong một lúc, không thấy họ nói gì nghi vấn, thì quay đi. Huyền nói mở Gấm. Có lẽ chúng ta đã nghi ngờ hơi quá rồi. Anh Sơn từ trước đến nay, hiền lành nhất nhà, ông cụ lại là thầy đẻ ra anh ấy. Chắc chắn không có chuyện anh ấy lại hại ông cụ đâu. Nói rồi, hai người đi lại chỗ phòng chờ. Một lúc sau anh Sơn cũng đi đến, rồi đưa bọc thuốc cho chị Gấm. Anh nói, may quá, bác sĩ chỉ nói thầy bị ngộ độc thôi, chứ không phải ai hạ độc thầy cả. Đây là thuốc ông ấy kê, Gấm về sau ăn cho thầy uống nhé. Ông còn dặn ít ăn đồ tanh với chua lại. Gấm nhận lấy bọc thuốc mà cười trừ. Ban nãy cô với Huyền còn có suy nghĩ anh Sơn là người xấu. Đúng là đầu óc này xấu nhiều quá, nhiều khi cũng lệch. Khám xong thì ông cụ được đưa về nhà ngay, không phải nằm lại. Thế cũng tốt, về nhà đông người tiện bề chăm sóc hơn. Trên đường đi, Huyền không thôi nghĩ đến cái bình trà bằng đất nung nhưng đã bị hóa chất ăn mòn đến nỗi trắng bóc cả lít bình. Nếu cái thứ độc hại ấy vào cơ thể người thì nguy hại đến mức nào? Nó sẽ bào mỏng ruột non, ruột già của ông cụ, chứ không phải đùa. Nhưng người bác sĩ lại kết luận ông Ngôn bị ngộ độc. Nếu như vậy, nước trà có độc cũng tính là ngộ độc phải không? Càng nghĩ, Huyền càng thấy việc này xảy ra những điểm bất thường mà cô không biết giải đáp khúc mắc như thế nào cho phải. Về đến nhà, đã là chiều tối. Huyền đưa ông cụ vào nhà, rồi đi ra. Cô nói với anh Sơn và chị Gấm. Thôi, thầy về nhà rồi em cũng đi về đây. Có gì nấu cháo xong, sáng mai em lại xách sang cho mọi người đỡ phải nấu. Huyền lại xách cái làn, bên trong có cái nồi cháo sáng nay định đi. Thì từ trong bếp, chị Giang và chị Sơn đều đi ra ngăn lại. Ấy Huyền ơi, ở lại ăn cơm đã, giờ còn sớm mà. Hôm nay ở lại đây đi, thầy còn yếu, với cả em có kinh nghiệm trông thầy sẽ tốt hơn. Huyền nhếch mép cười. Hai con mẹ này nhẹ nhàng với cô, hóa ra cũng chỉ là do sợ phải chăm ông cụ bệnh, nên cố gắng ngon ngọt để giữ Huyền lại chăm ông. Nhưng Huyền từ chối, cô nói thẳng. Được hôm hai chị tử tế, nhưng rất tiếc em không ở được rồi. Em còn về xem u em thế nào nữa kia. Hai chị là dâu trưởng, dâu thứ, trách nhiệm cao cả, chứ cần chó gì đứa con dâu hờ như em phải không? Chăm thầy nhẹ nhàng không ấy mà, lâu lâu đổ cho thầy cái bô, rồi lau người cho thầy, xem thầy cần gì không thôi mà. Chị Gấm cũng sung sướng từ bé, mà chị ấy còn làm được huống chi. Nói xong thì Huyền cũng xách làn lên để về. Chị Gấm nói với cô. Mày cứ về đi, tao chăm thầy được, có gì không làm được mai mày qua làm. Chị Gấm cười, rồi chỉ tay ra hiệu Huyền cứ về. Cô nhanh chóng gật đầu, rồi rời đi. Kể ra chị Gấm là người khó tính nhất. Chả bao giờ chị em, toàn là mày với tao, nhưng lại chơi sòng phẳng và thẳng tính nhất. Chứ chả như mấy con mẹ kia, lúc thì như muốn nhai đầu con người ta, lúc thì muốn nhờ vả, lại mềm mỏng ngọt nhạt. Nếu như ngày mai cô còn có thể ở lại, chứ như hôm nay thì không được. Cô còn phải về cất cái ấm trà để về nghiên cứu thêm. Trong thời gian đợi chồng về điều tra, thì Huyền không thể để bất kỳ một bằng chứng nào được thất thoát. Huyền ơi, lên đây anh trở về. Tiếng còi xe máy của anh Sơn khiến Huyền giật mình quay lại. Anh đã lấy xe máy của mình đuổi theo rồi nói. Em lên đây anh chở, đi bộ thì đến bao giờ mới tới nhà? Em đi tí là về bây giờ mà, anh không phải mất công chở đâu. Huyền giữ ý, liền xua tay nói anh Sơn về. Thì bất ngờ anh Sơn cầm tay cô rồi dắt lên xe, anh bảo. Được hôm anh rảnh rỗi, anh chở thì cứ lên đây. Chứ mai mốt anh bận, muốn có người chở về cũng chẳng được đâu đấy. Huyền lúc đầu còn ngại, nhưng sau cũng trèo lên xe. Trên đường đi, anh Sơn nói nhiều chuyện. Huyền chỉ biết nghe rồi cười. Vóc nó sắp thi xong rồi, chỉ còn chờ kết quả là xin việc nữa thôi.
Em thấy em trai anh giỏi giang không? 15 tuổi đã lấy được bằng rồi. Thầy mình bảo do vóc nhà mình thông minh, học một biết 10, thế cho nên học toàn ngày vượt cấp. Có chồng thông minh sau này tha hồ làm bà chủ, nhất em đấy nhé. Huyền tuy được khen nhưng không dám nói gì nhiều. Đáng lẽ vóc năm nay cũng ngoài 20 rồi, chưa bé bỏng gì. Cô sợ nói gì ra lại lộ bí mật của chồng nên không dám nói nhiều. Bởi cô thừa hiểu, một phút nói không suy nghĩ có thể gây ra tai họa khó lường. Đi đến đoạn đường đồng, bộ ấm chén trong làn cứ sóc lộn cả lên, sợ anh Sơn nghe thấy, cô phải thò tay ôm chặt. Đi đến nửa đường, hai người không biết Vóc đang đạp xe, muốn tránh lốp ở phía sau. Khi đuổi kịp, Vóc chặn đầu xe khiến Huyền hốt hoảng. Anh Sơn cũng đổ ngột phanh xe, chỉ một tí nữa thôi là anh tông vào người Vóc. Vóc về từ khi nào mà cô không hề hay biết. Nhìn mồ hôi chảy ướt tóc ướt áo, cũng đủ hiểu anh đã đạp xe nhanh đến mức độ nào. Huyền, xuống xe đi, anh chở em về. Vóc nói, Huyền cứ mở mắt to tròn nhìn chồng. Phần vì ngạc nhiên khi chồng báo thi mà lại về. Phần vì lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Không biết anh có hiểu lầm như hôm trước ở giếng tìm cái châm cài tóc không nữa. Anh Sơn nghe Vóc nói, liền xua tay, anh nói. Thôi, chú cứ về thăm thầy đi. Anh chở vợ chú đến nửa đường rồi. Chẳng lẽ chú lại sợ anh bỏ dở thím ấy giữa đường à? Mà sao chú bảo thi xong mới về kia mà? Anh đã nói với thầy rồi, chú ấy đang thi, cứ để cho chú ấy chuyên tâm làm bài. Thầy ở nhà đau ốm thế nào, đã có anh chị với các em ở nhà lo. Ông cụ lại cứ nóng ruột quá, đi đánh điện cho chú về ngay. Thế lỡ mà chú nóng ruột làm bài không được thì tính thế nào? Chả phải lỡ dở bao nhiêu năm ăn học chứ còn gì. Anh Sơn nói cũng có điểm có lý, nhưng Vóc lại không chăm chú vào câu nói của anh. Ngược lại, còn nói với cái giọng hả hê. Trưa nay tôi thi xong rồi, anh yên tâm, tôi sẽ đạt điểm cao nhất tỉnh cho anh xem. Huyền, em lên xe đạp chồng em chở, hay là đi xe máy anh chồng chở? Một lần nữa, Vóc nhắc lại câu nói. Huyền lúng túng vô cùng. Cuối cùng, cô nhảy xuống xe anh Sơn, rồi lý nhí. Chắc em lên xe chồng em chở rồi, anh về đi, anh đưa em đến đây là tốt rồi, anh về cẩn thận. Huyền nói, rồi sang xe chồng chở. Anh Sơn cười rồi gật đầu nói. Được rồi, em đi đi, không chuối lại ghen. Chưa nói hết câu, Vóc đã chở vợ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Huyền sợ ngã túm chặt vào cái áo chồng, cô hỏi. Anh về lúc nào đấy? Sao không báo với em? Vóc vẫn ra sức chạy mà không trả lời. Huyền nghĩ được có vẻ Vóc vẫn ghen vì cô được anh Sơn trở về. Về đến nhà, tuy mệt nhưng anh vẫn nói. Em quên trước khi đi, anh đã dặn gì à? Ngoài thầy ra thì không có ai đáng tin cả. Thì em có nói gì đâu. Chẳng qua em sang thăm thầy. Trời sắp tối, anh Sơn thấy tội nên lấy xe trở về thôi mà. Huyền vẫn ra sức giải thích để cho chồng hiểu. Anh nhẹ giọng nói vợ. Không phải là anh không tin em, nhưng anh nói rồi, em cứ tránh xa đám người đó ra càng sớm càng tốt. Ngoài thầy ra, em đừng nói chuyện với ai cả. Cách đấy là cách tốt nhất để giúp em và cả anh an toàn. Vóc một lần nữa nhắc lại. Huyền thì nghĩ chồng mình lo xa quá nhiều, sống mà cứ kiểu như bị cô lập thì ai chơi, ai thèm giúp đỡ mình nữa. Ngay cả việc đưa ông cụ đi khám, nếu hôm nay không có anh Sơn đưa đi, chỉ có cô và mợ gấm, hai người đàn bà, làm sao có thể nhấc được ông cụ đi lên đi xuống. Vóc sợ vợ chạnh lòng thì nói với Huyền. Anh không phải là không tin em, anh thực sự rất tin. Nhưng ngược lại, em là điểm yếu duy nhất của anh. Em mới về chưa hiểu hết sự phức tạp của nhà mình đâu. Nếu ngày xưa anh đi học suốt mà chỉ có một thân một mình, anh lại cảm thấy đỡ sợ. Nhưng từ khi anh cưới vợ về, anh thực sự rất sợ để em ở nhà một mình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Em biết câu, chó thì hay cắn trộm không? Em là điểm yếu nhất của anh, vì thế em đừng tiếp xúc với ai cả. Em mà bị lợi dụng thì anh chẳng khác nào thua hết trên mọi phương diện cả. Huyền im lặng không nói. Hóa ra anh lại suy nghĩ nhiều cho cô đến vậy. Ấy thế mà cô cứ vô tư khiến anh phát cáu lên. Vóc không tin tưởng ai ngoài vợ mình.
Chính vì thế, cô bớt gây phiền phức và lo lắng cho anh mới phải. Chính bản thân cô cũng thừa biết gia đình ông Ngôn đấu đá nhau thế nào kia mà. Huyền ôm chặt lấy chồng. Hai người đi xe về nhà bà Hồng. Cả hai cùng ăn tối ở đây. Khi cơm nước xong xuôi, cô mới đưa cho chồng cái ấm trà còn nguyên bã được đậy chặt nắp cẩn thận. Huyền vừa đưa cho chồng vừa kể. Cái ấm trà này, thầy mình hay uống trà mọi ngày ấy. Sáng nay lúc định đổ bã trà đi rửa, thì em ngửi được trong ấm toàn mùi như mùi thuốc sâu thôi. Hơn nữa bên trong kiểu như bị hóa chất ăn mòn, đến nỗi cái đít ấm còn trắng và hoen ố ra tận ngoài này. Cả cái chén nhỏ này cũng vậy. Tuy mấy hôm không được ai kỳ cọ, nhưng lại không bám cặn vào đáy. Em thấy nghi, nên em gói vào mang về nhà xem. Vóc nghe vợ kể, thì dí mũi vào cái bình ngửi. Quả thật có mùi hóa chất. Anh nói với vợ. Vì thế cho nên, em nghĩ thầy bị hạn độc phải không? Huyền gật đầu không nói. Vóc thông minh như vậy, chắc chắn không cần nói hết câu, anh cũng đoán được ra. Đặt cái ấm xuống, anh phân tích cho vợ. Mùi này là mùi lát chi polyacrylate, một thành phần trong chất tẩy. Nó tuy không phải là dạng cực độc, nhưng cũng sẽ chết người nếu ăn uống phải trong thời gian dài. Loại này có một cái đặc tính, đấy là chỉ bốc mùi khi nước nguội, để lâu, còn khi nước nóng sẽ khó phát hiện. Huyền nghe vóc phân tách mà trầm trồ, không ngờ anh lại biết nhiều đến vậy. Anh giỏi thật đấy, sao anh lại biết cái chất này? Thì anh học bên y mà, sau này nếu em học về y, sẽ được học các chất hóa học, các cấu tạo phân tử, rồi những nguyên tố tạo nên. Huyền thì không biết lắm mấy cái hóa chất này, điều cô quan trọng nhất là ai lại bỏ cái thứ này vào ấm trà cụ Ngôn. Anh nghĩ xem, liệu ai có khả năng cao làm việc này, liệu có phải người trong nhà hay người ngoài? Anh nghĩ là người trong nhà, vì nếu người ngoài chắc chắn sẽ không thể biết thói quen của thầy nhà mình là chỉ uống trà còn nóng, còn một khi đã nguội, thầy sẽ không uống nữa. Anh đang nghi ngờ một người, nhưng đợi anh thâu tóm mọi tội lỗi của nó, anh mới nói cho em biết được. Còn chuyện nửa vời này, em cứ để đấy anh lo. Huyền nhìn chồng, hóa ra Vóc đã tìm được người nghi vấn. Ấy thế mà lại không cho cô biết. Liệu có phải Vóc sợ cô làm hỏng việc không nhỉ? Trước khi về, Vóc nói với vợ. Chuyện cái ấm, em đừng nói với ai cả. Tất cả những chuyện sau này, em đừng điều tra thêm nữa. Em có thể nghĩ đơn giản, nó không có gì đáng lo. Nhưng thực tế nó cực kỳ nguy hiểm. Vóc một lần nữa nhắc lại. Huyền gật đầu chắc chắn. Em biết rồi. Từ nay em sẽ cẩn thận và không tiết lộ điều gì cả. Vóc gật đầu. Hai người đứng ngoài cổng tiễn nhau. Người ở người đi mà không đành. Vóc kéo vợ vào lòng ôm thủ thỉ. Đợi anh giải quyết xong mọi việc, anh sẽ đón em về thật an toàn, được không? Huyền khe khẽ gật đầu. Đêm hôm, được chồng đẹp trai ôm ấp, thật khiến con tim nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sáng hôm sau, Huyền lại nấu cháo mang sang. Lần này là cháo cá. Cô sợ ông cụ đổ bệnh sẽ đắng miệng kén ăn. Thế cho nên cô đổi bữa sang món khác cho ông cụ. Đến nơi, cửa nhà vẫn vắng hoe, không một ai ở nhà. Ai cũng lấy cớ đi làm, để một mình Vóc chăm thầy. Nghe đầu cậu thi xong sáng qua, thì chiều qua cậu bắt xe về luôn vì sốt ruột lo lắng cho thầy. Thi cuối cấp khiến cho hai con mắt cậu thâm quầng. Giờ thi xong lại quay ra chăm thầy. Số cậu đúng là vất vả. Chị Gấm đâu rồi anh? Huyền đi đến hỏi Vóc đang lau người cho ông cụ. Anh nói vọng ra. Chị ấy ngủ rồi. Ngày hôm qua cả đêm chị ấy trông thầy. Sáng nay anh bảo chị ấy cứ ngủ để anh chăm. Nghe xong, Huyền lật đật đi lấy bát. Sực nhớ đến chuyện cái ấm trà bị bỏ bùa, cô quay lại nhà bếp đun nước sôi, rồi tráng lại cả bát cả đũa nhiều lần, rồi mới đổ cháo ra. Cái mùi nó ngồi trong bếp từ trước lúc Huyền bước vào. Thấy cô, nó chỉ lườm một cái rồi cắm mặt xuống đất. Con này trông thế mà công nhận thù dai. Huyền nào có đắc tội gì với nó mà nó đem lòng ghét cô. Trong khi cô đã hứa sẽ không kể chuyện của nó cho bất cứ ai nghe rồi. Thế mà nó vẫn xị cái mặt ra
cô lẩm bẩm. Tao lại kể cho mợ ra nghe, cho mụ ấy xé xác mày ăn dần bây giờ. Nhưng nó nào có nghe, cứ cắm mặt ngồi đần gần đống rơm. Dạo này, ông Ngôn thì bệnh, nhà lại vắng người, chúng nó tha hồ mà chim với chuột. Nhưng thôi, chuyện của nó chứ đất phải chuyện của cô. Sức cô để đấy làm việc có ích, còn hơn khóc mướn cho cái đứa dở hơi. Huyền đợi cái bát nó khô, rồi mới bỏ cháo vào. Mùi cháo cá chép với hương thơm của lá thì thật là ngon. Thịt cá cô luộc lên rồi lọc cẩn thận. Nước luộc thì cho gạo, nếp với hạt sen vào hầm. Ngồi gỡ xương cá cẩn thận từ nửa đêm rồi lại đem vào xào. Cuối cùng mới cho vào cháo. Nồi cháo thì rõ ngon nhưng đổ mồ hôi công sức không ít. Trong khi vừa múc vừa hít hà mùi thơm của cháo cá, ấy thế mà cái mùi ngồi bên cạnh nôn thốc nôn tháo khiến cô mất hết cảm tình. Nó vừa nôn vừa chạy ra sau nhà, dựa vào bức vách thở như trâu. Mặt nó xanh như tàu lá, mồ hôi tứa ra, tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng. Ban đầu Huyền định không quan tâm, nhưng nhòm qua ô cửa thấy nó tái nhợt cả đi, chân tay run rẩy như phải gió. Định bụng mang cháo lên, nhưng cô đi ra hỏi nó trước. Mùi sao đấy? Trúng gió hay gì? Đã ăn gì chưa? Còn ít cháo cá đấy. Chưa nói hết câu, nó nhìn thấy cái bát cháo cá cô bưng lên cho cụ Ngôn thì lại nôn thốc nôn tháo. Huyền sững người, cô chạy đến trước mặt nó hỏi câu chắc nịch. Mùi, mùi có bầu rồi phải không? Cái mùi tái mét mặt, mũi dãi chạy lòng thòng, trố mắt nhìn Huyền. Nó một lúc đơ người ra như con ngẫn thì quay sang chửi cô. Ai nói mợ là tôi có bầu? Mợ nhiều chuyện vừa thôi, đặt điều nghiệp quật méo mồm đấy. Hỏi han nó nhẹ nhàng mà nó quay ra lấy cái nghiệp dọa Huyền. Cô tức đỏ mắt, hậm hực đi lên nhà, không nói với nó nửa lời. Bỏ mặc nó ôm vào tường, vẫn không ngừng nôn ọe. Bưng cháo lên nhà, Huyền hỏi han ông Ngôn. Thầy khỏe chưa thầy? Thầy khỏe hẳn rồi. Hôm nay thầy ra ngoài sân cho nó thoáng. Mấy hôm nằm trong nhà, thấy bí bách quá. Mả vóc này, hôm nào ra chợ, mua cho thầy cái ấm pha trà nhé. Ấm cũ vỡ mất rồi. Ông cụ nhắc đến cái ấm, Huyền định lên tiếng thì vóc đã điềm tĩnh trả lời. Bác sĩ dặn không uống trà trong khi còn đang uống thuốc thầy ạ. Người ta nói trà có chứa các chất gây căng thẳng thần kinh, gần giống với cà phê. Thế cho nên họ dặn không được uống. Khi nào thầy khỏe lại, uống hết thuốc, con sẽ đi mua cho thầy cái ấm mới. Ông cụ nghe con trai út nói thế thì gật gù thôi, không đòi uống trà nữa. Huyền thầm nghĩ ngợi. Cũng may, liều lượng thuốc độc trong bình trà chưa kịp giết chết ông, chứ không thì ông cụ đã không qua khỏi ngay từ hôm ngã bệnh. Ngày hôm ấy, ông cụ khỏe hơn, ăn nhiều hơn, còn xách nước tưới cây cảnh. Nhìn cụ khỏe lên từng ngày, Huyền cũng thấy mừng. Bởi cô vẫn thầm nghĩ, cụ còn sống ngày nào thì vóc còn nơi bảo vệ, che chắn ngày đó. Thật ra, nhiều lúc cô tự nhận thấy vóc và cô liệu có đang lo lắng quá đà hay là do cô vẫn chủ quan. Bản thân cô vẫn nghĩ, dù không phải do một mẹ sinh ra, nhưng chí ít vẫn còn chung cha, nghĩa là vẫn chung máu mủ. Tiền tuy quan trọng, nhưng không đến nỗi mạt sát nhau. Hay là do cô nghèo, nó quen rồi, nên chưa suy nghĩ được giống những kẻ có tiền bất chấp thủ đoạn. Nhìn ông cụ Ngôn bị bỏ độc mà cô cứ cầu mong sao đấy không phải là người ruột thịt trong nhà. Bởi thà là người ngoài ghen ghét đố kỵ không nói, chứ mà là người trong gia đình lại là máu mủ mà chơi xấu nhau thì quả thực xót xa vô cùng. Tối hôm ấy, Huyền ở lại ăn cơm nhà cụ Ngôn. Trong bữa ăn, Bóc nói với mọi người, từ hôm nay Huyền sẽ dọn lại về ở đây để tiện bề chăm sóc thầy. Mọi người có ý kiến gì không? Vóc trầm giọng hỏi. Huyền có đôi phần e dè, nhưng cô tin mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhất là khi ông cụ vẫn khỏe mạnh và chồng cô sẽ vẫn ở nhà. Chị Giang với chị Sơn nhìn nhau đáp. Các chị thì không phải có ý không muốn cho thím ấy ở. Nhưng chú út nghĩ thử mà xem. Cái Huyền ở đây sẽ bất lợi cho nó biết nhường nào. Còn anh Đức, liệu anh ấy có để yên cho vợ chú? Câu nói lấp lửng khiến Huyền cũng sợ.
Bởi vậy ta nói, đắc tội với người sống còn dễ bề xử lý, dễ bề nói chuyện. Ấy chứ mà với người chết thì khó thốt lên lời lắm. Đang trong lúc không biết phải làm gì, một đằng Huyền muốn ở lại cùng chồng chăm non ông cụ Ngôn, nhưng một đằng cứ nghĩ đến vong anh Đức cứ lởm vởn ở giếng, đùa thì cô cứ teo hết cả cò lại. Cuối cùng, Vóc lên tiếng chắc nịch. Chuyện của anh Đức, tôi đã nghe mọi người nói rồi, các chị không phải lo. Chả phải anh ta nói gia hạn cho vợ tôi 1 năm kia mà. Trong 1 năm đấy, tôi sẽ tìm hướng giải quyết, các chị đừng có sợ. Hai người một lần nữa nhìn nhau, có vẻ ý hai ả không phải như vậy. Mợ Sơn liếc mắt một chốc rồi nói thẳng tuệt. Nói tóm lại, tôi định nghĩ thế này. Bây giờ thầy mình cũng đã khỏe lại rồi, nhiều người ở đây cũng thêm phần vướng víu. Hơn nữa chăm thầy thì vợ thằng Gấm có làm gì đâu. Nó ở nhà mọi khi vẫn trông được ông cụ đấy thôi. Thêm người rách việc lắm chú ạ. Huyền trố mắt ra, nhìn con đàn bà trơ trẽn. Hóa ra chẳng phải là bọn nó lo lắng cho cô bị vong quấy của, mà cũng chỉ là không muốn cho cô ở đây. Nhưng cô chỉ nhìn chúng nó một cách hiền lành, vì cô biết còn chồng mình ở đây, chắc chắn Vóc sẽ không để cô chịu thiệt. Nhưng không để cho Vóc lên tiếng, chị Gấm ngủ từ trong nhà vừa dậy, đi ra, vừa vấn tóc vừa nói, giọng thiên hạ, khiến ai nấy đều sợ khiếp vía. Đứa nào thối mồm, nhắc đến con Gấm này đấy. Này, nhắc lại cho mấy đằng ấy biết, con này cũng có công có việc đàng hoàng, chứ chả phải ăn không ngồi dỗi. Nhưng trách nhiệm làm dâu, nên thôi gạt các chuyện khác sang một bên, để chăm nom thầy. Biết kiếm tiền là quan trọng, nhưng sức khỏe thầy còn quan trọng hơn. Làm người không có đầu thì phải có cái ý thức. Sống thì như cứt đấy, mọi hôm ở nhà không sao, thầy ốm đứa nào đưa đấy việc với bận. Này, đối xử với thầy thế, không sợ già con cái nó bỏ rơi mình à? Mày cái gì? Lại định lôi thầy U đẻ ra đe con này à? Ngẫm thử xem, thầy đứa nào làm to hơn mà dọa. Ôi, con này lại sợ quá cơ. Không muốn con Huyền ở đây thì bắt nổi lên nấu cháo cho thầy. Một đứa vào lau người, đứa đi tưới cây, đứa vào dọn giường. Cha mẹ là cha mẹ chung, định đùn đẩy trách nhiệm thì đách xong với con này đâu. Chị Sơn định chỉ mặt chị Gấm liền bị chị ấy chửi cho một tràng. Huyền đứng mà hả lòng hạ dạ. Chị Gấm cứ nói câu nào là sướng cái lỗ tai câu ấy. Anh Sơn thấy vợ ghê gớm thì lôi vợ đi, anh cười trừ. Đấy, mợ Gấm mợ ấy vạch việc do làm rồi, mỗi người một chân một tay cho nhanh chóng, để anh đi thay quần áo cho thầy. Nói rồi, anh Sơn mang thau cùng với khăn lau sạch người cho ông cụ. Công nhận, anh Sơn vẫn là người hiền lành nhất, chỉ sợ anh em trong nhà cãi nhau nên cứ nhận phần thiệt về mình. Chị em mỗi người tản ra một hướng. Chị Gấm nói với Huyền. Mày cứ ở đây, đứa nào nói gì tao gang họng nó ra. Huyền cười rồi gật đầu răm rắp. Có bà chị dâu đầu gấu này bảo kê thì cô còn sợ ai nữa. Cháo cô nấu cho ông cụ ngon nên hôm nào cũng Ngôn ăn hết cả tô. Từ hôm ấy cô sợ lại có kẻ xấu bỏ độc vào ông cụ ăn thì chết, nên nấu nướng trong nhà Huyền đứng cách từ lúc chuẩn bị đến lúc nấu xong. Thậm chí nhiều lúc đứng nấu mà mót tiểu, cô phải nhờ chồng vào trông. Tối hôm ấy, anh chị Sơn nói nhà ngoại có dỗ nên về nhà chị vợ ăn cơm. Buổi tối nhà vắng người nên sau khi mọi người ăn xong thì ai về buồng nhà lấy. Vóc thì mang chăn lên ngủ với ông Ngôn. Thành thử ra trong phòng còn mỗi mình Huyền. Cả tối ăn cơm sớm rồi về phòng ngay, nhưng Huyền sợ không dám ngủ. Phòng của Huyền đầu nhà lại kế bên cái giếng nên cô cứ lo mãi không thôi. Trong khi tim đang đập như giã gạo thì tiếng gõ cửa bên ngoài khiến phèo phổi của cô dựng hết cả lên. Tuy chỉ là tiếng động nhỏ nhưng cũng khiến Huyền mặt cắt không còn một giọt máu. Ai? Ai đây? Bên kia cánh cửa lại không có ai trả lời, mà thay vào đó tiếng gõ cửa cũng mỗi lúc một dồn dập. Trong giây phút ấy, Huyền chỉ muốn gào lên để chồng mình trên nhà xuống đây cứu. Nhưng nghĩ lại, sợ chồng cười nên cô lại thôi. Lén lén tiến ra ngoài mép cửa, cô nghe rõ cả tiếng thở lạnh bên ngoài. Thật sự trong giây phút này, cô rất cần chồng bên cạnh.
nhưng một chút sĩ diện sót lại nên cô đã im lặng tự mình xử lý. Huyền mường tượng ra cảnh kinh dị bên ngoài, nhưng cô cuối cùng cô vẫn muốn mở cửa. Nắm chặt cái tay cầm, cô cảm nhận được luồng gió lạnh cứ thế hun hút thổi qua. Thở cái phào, cô lấy hết sự can đảm mở bung ra. Vì nếu có thấy cái gì đó không nên thấy, còn có cơ hội chạy thẳng lên nhà với chồng. Nhưng vừa xô được cánh cửa ra, còn chờ nhìn thấy ai vào với ai, thì môi Huyền đã bị biết lại bởi một bờ môi khác mềm mại. Cô định gào lên, nhưng không còn cơ hội nữa. Cứ thế, cô được nhấc bổng lên, rồi đi thẳng vào buồng. Và rồi, cô nhận ra đó là chồng mình, thông qua cái mùi phấn rôm hãm mồ hôi tay ấy, chứ chẳng có con ma nào hết cả. Bật công tắc điện lên, vóc cho vợ ngồi lên bàn, rồi hí hửng. Em sợ lắm phải không? Mãi chẳng mở cửa cho anh gì cả. Gớm, ai mà sợ, em sợ gì nào? Không sợ, mà mặt lại tái thế kia. Lúc ấy em chỉ muốn anh ở đây thôi phải không? Sao nào, nói một câu nhẹ nhàng với anh thì có chết ai đâu. Huyền cố gào lên rằng không cần chồng, nhưng anh lại cứ mủi mẫn. Cô liền tuyệt tình. Em không cần, anh lên ngủ với thầy đi. Anh mà đi em ngủ càng rộng chỗi chứ. Thật không? Thật. Vóc hỏi, vợ thêm lần nữa, khẳng định chắc nịch. Anh liền đứng lên đi luôn. Em không sợ là tốt rồi. Nãy anh định ngủ với thầy, mà ông cứ bảo anh về ngủ với vợ, không em lại sợ. Giờ biết vợ anh can đảm thế, anh yên tâm rồi. Thôi, anh lên ngủ với thầy đây. Nói xong, Vóc lại lên nhà, để một mình Huyền ngồi ngơ ngác. Huyền lẩm bẩm. Thôi xong rồi, sướng cái mồm khổ cái thân. Vừa dứt câu thì lại có tiếng gõ cửa, lần này không dồn dập như đợt trước mà chỉ nghe cái cạch khe khẽ. Tuy rất bé nhưng cô lại nghe rõ mồn một. Huyền lại đứng bật dậy như cái lò xo. Cô đi ra cửa, trong đầu nghĩ có khi nào là Vóc quay lại, nhưng cô lại không mấy chắc chắn. Như chiều cũ, cô mở bung cửa rồi tư thế phóng ra ngoài. Một lần nữa lại là chồng cô xuất hiện lù lù trước mặt. Bực mình vì bị chồng dọa hú vía, cô tức mình đánh chồng một cái. Anh còn xuống làm gì nữa? Thế nào, có sợ không? Có cần người ta xuống ngủ không thì bảo. Không, đã bảo không cần là không cần. Vóc thấy vợ kiên quyết một lần nữa lại bỏ đi, nhưng Huyền đã nhanh tay ôm lấy chồng. Thôi thôi, em cần là được chứ gì. Anh mà đi nữa, chắc tối nay em thức cả đêm mất. Huyền nói như muốn khóc. Vóc biết vợ mình sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nên anh mới đùa. Vóc hí hửng bế thóc vợ lên, rồi đóng cửa. Lần này, không được thoát khỏi tay anh. Nói rồi, cả hai cùng lên giường. Vóc không thể kìm hãm được sự nhớ nhung vợ sau gần một tháng xa cách. Anh nói với vợ. Công nhận, người ta nói cấm có sai. Đàn ông có vợ vào mà đi đâu lâu ngày là khổ sở lắm. Ngồi không ngồi được mà nằm cũng không yên. Huyền nhìn chồng cười. Cái tên này mọi khi mặt mày lạnh tanh, ấy thế mà nhiều lúc cũng đáo để ra phết. Cởi cái yếm đào hớ hanh che ngực vợ, Vóc thì thầm. Tí nữa anh có quà tặng cho em. Huyền nghe mình có quà thì không khỏi vui mừng, vừa thích thú lại tò mò. Hai vợ chồng quấn chặt lấy nhau mãi không rời. Cô ôm lấy tấm lưng trần, có những đường gân từ cổ chạy dọc xuống cánh tay rắn chắc. Anh bế cô lên giường, ghì lấy vợ ở trên vách, rồi cứ thế dập dìu từng nhịp. Mắt Huyền cứ đờ ra như man dại khoái lạc cô cùng. Tuy trời không nóng lắm, nhưng da hai người chạm vào nhau, mồ hôi chảy như đổ mỡ, dính dính, bết lại, như có một loại keo vô hình đính họ lại với nhau. Vóc ôm chặt lấy đôi ngực đang nhún nhảy theo nhịp. Cả người anh đổ dạp về lưng vợ, rồi thúc lên những cái chảy như muốn dã thẳng vào người vợ, khiến Huyền rên rỉ, rồi chỉ biết cắn chặt tay cho âm thanh không vang vọng ra bên ngoài. Bầu trời kia tĩnh lặng, yên ắng như tờ, nhưng bên trong này lại ồn ào, rộn ràng vô cùng. Những tiếng thở đều đều của đôi trẻ khi từng thớ thịt không ngừng chạm nhau. Tiếng gâu la khe khẽ trong cơn đê mê khoái lạc
đến bất tận. Đâu đó, chiếc giường cũng lẹt kẹt kêu theo chuyển động, nhưng mãi không có hồi kết. Vóc yêu vợ, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cô mang giỏ tép đến cho nhà cụ Ngôn, mà sau này chính là nhà chồng cô. Cái lúc ấy, Vóc chạy ra xin tiền cũng chỉ là cái cớ để xem mặt vợ. Tính ra lúc ấy, Huyền cũng thật là ngây ngô. Cô chả biết đâu người con trai đẹp mã, tuấn tú, khí chất hơn người này lại là chồng mình sau này. Đã đôi lần cô từng nghĩ, nếu cái hôm ấy cô biết ông Nghị cố tình cho cô sang đây để xem mắt, thì cái mặt dính lấm tấm bùn đen chí ít cũng được rửa sạch. Đầu sẽ chải bới gọn gàng, chứ không nhếch nhác như ngày hôm ấy. Nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì, vì biết đâu đấy, Vóc lại chỉ yêu vợ mình vì cái bần hàn lam lũ ấy thì sao? Em đẹp lắm Huyền ạ. Tiếng chồng từ đằng sau thầm thì bên tai khiến Huyền mỉm cười. Vóc xoay cô lại, rồi thúc mạnh liên hồi như con trâu mộc đang đến kỳ, khiến Huyền gào lên không kịp. Nhanh như chớp, anh đã đặt lên môi vợ một cái hôn đầy mãnh liệt. Vóc hôn mạnh đến nỗi cả hai đều nếm được vị tanh của máu, nhưng mà không thấy đau. Ngược lại, nụ hôn ấy càng thêm phần mạnh mẽ và nồng nàn vô cùng. Hai ánh mắt gần nhau, mũi họ chạm nhau, trao nhau những điều diệu kỳ nhất của cơ thể. Trong khi Vóc càng mạnh mẽ, càng quyết liệt, thì Huyền cứ thế mà nhẹ nhàng nâng đỡ chồng. Sau phút giây thăng hoa, cả hai đã thấm mệt, đều nằm ra giường thở dốc. Vóc vẫn cười, rồi trêu vợ. Có vợ thích thật đấy. Huyền nằm bên gối đầu lên tay chồng, cười khúc khích. Giữ đúng lời hứa với vợ, Vóc đi đến tủ, mang ra một chiếc hộp nhung, trong ấy có một cái yếm đào cùng cái châm cài tóc của U Vóc để lại. Cài chiếc châm lên đầu vợ, Vóc nói. Từ nay về sau, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được rời xa anh biết chưa? Còn cái yếm này, anh mua trên Hà Nội đấy, em xem có thích không? Huyền cầm lấy chiếc yếm lụa, có thêu hai bông hoa sen đẹp sắc sảo. Không chần chừ, Vóc mặc lên cho vợ. Anh nâng niu và yêu chiều vợ lắm. Vóc hứa với vợ. Đợi sau khi anh xin được việc rồi, sẽ đón em lên Hà Nội. Lúc ấy anh sẽ mua thật nhiều đồ lót bên Pháp cho em, làm quen dần được không? Huyền gật đầu. Tất nhiên Vóc tính thế, cô mừng còn không hết. Sau này đợi sức khỏe ông cụ ổn định, Vóc tìm được việc làm, cô cũng phải học để được làm người có ăn có học. Chứ cô không muốn người ta so sánh cô với chồng như một cặp đũa lệch. Vóc có thể không để bụng, nhưng với người có tự trọng như Huyền, cô nghĩ chồng sẽ đồng ý mà ủng hộ cô học văn hóa hết mình. Mình lên ngủ với thầy đi, có gì đêm hôm thầy khó chịu, gọi còn có người. Tuy ở một mình rất sợ, nhưng Huyền vẫn bằng lòng để cho chồng lên nhà ngủ với cụ Nghị, vì sức khỏe của thầy vẫn quan trọng hơn. Vóc nhìn vợ rồi nói. Thầy khỏe rồi mà, em đừng lo, với lại anh có cái này. Dứt lời, Huyền lôi từ cửa vào một cái ống mơ, bên trong gắn một cái chuông cùng một sợi dây nhỏ dẫn từ trên giường cụ Ngôn tới đây. Vóc giải thích với vợ. Trên thành phố, người ta có điện thoại bàn rồi, mình không có thì dùng cái này, khi nào thầy khó chịu, chỉ cần giật cái dây này mấy cái là chuông sẽ kêu. Hơn nữa, đêm thi thoảng anh sẽ đi lên buồng kiểm tra. Như thế vừa chăm được thầy, lại vẫn được ngủ với vợ, thuận cả đôi đường. Huyền nhìn chồng, quả thực Vóc rất thông minh. Đêm ấy hai vợ chồng ngủ với nhau ngon lành. Giông bão ngoài kia, họ không biết. Họ chỉ cần có nhau, bên nhau và đồng lòng cùng nhau, thì khó khăn đến mấy cũng sẽ hóa an lành. Sáng sớm hôm sau, Huyền là người dậy sớm nhất. Cô tranh thủ ra chợ mua đồ về nấu cháo cho cụ Ngôn. Nhưng vừa bước chân vào trong bếp, định lấy giỏ, thì Huyền lại nghe thấy cảnh mà quá đỗi quen thuộc. Cậu phải thương em đấy nhé. Sau này nhất định, cậu phải cưới hỏi em về đàng hoàng đấy. Được rồi, tôi hứa mà. Chỉ cần Mùi biết điều mà chiều tôi nhất định sẽ không để em thiệt. Những lời hứa bay bổng của người đàn ông trăng hoa làm một đứa con gái tính cách dở hơi lại tim sái cổ. Huyền định quay đi không quan tâm, nhưng một câu nói của Mùi khiến cô đứng lại nghe nốt.
cậu cứ liệu thế nào thì liệu. Chưa cái Huyền nó biết em với cậu qua lại rồi đấy. Mồm nó mà nhọn lên đi hót với vợ cậu thì thôi kiếp này coi như bỏ. Ôi dào, em sợ cái gì con nhà quê ấy. Em không thấy cả nhà ghét nó hay gì, mà chơi bời với nó ít thôi, đến lúc cả nhà ghét lây sang em là tôi cũng bỏ luôn đấy. Nghe chúng nó nói xấu mình mà cô chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Cái Mùi đúng là chẳng biết tốt xấu. Câu đầu còn đĩ mồm nói đòi danh đòi phận, câu sau thì lại sợ vợ người ta biết chuyện. Đúng là đời, con điên thì lại hay gặp thằng họ Sở. Mà cậu này, hình như em có bầu. Bầu hay sao ấy? Hôm trước cái Huyền nó bê bát cháo cá đi ngang qua mà em cứ buồn nôn mãi thôi. Trong khi đang trai trên gái dưới ôm ấp nhau trong căn để rơm ở bếp thì câu nói ấy khiến cậu Giang Lộ bỏ mặt đều cáng. Gã đứng dậy rồi trừng mắt lên nhìn cái Mùi rít lên. Tôi đã bảo em thế nào, phải phòng thai cẩn thận cơ mà, sao em lại sơ suất đến thế? Mà có từ lúc nào? Không được, phải bỏ ngay. Dứt lời, cậu Giang Lôi sảnh sạch dựng cái Mùi dậy, nằng nặc đòi nó đi phá thai. Con Mùi lúc ấy nghĩ ngợi rồi nói lại, đấy là em chỉ đoán thế thôi, chứ em phòng tránh tốt lắm rồi, có thế nào được. Cậu Giang nghe xong thì cũng bớt hẳn học, Huyền đi chợ luôn, không thèm vào lấy làn. Đấy, đàn ông tử tế hay không, thử dăm câu ba điều là biết ngay ấy mà. Chỉ có những con đần như cái Mùi mới tin sái cổ vào mấy cái bả chó của lão Giang thả ra mà thôi. Đi đến ngoài đường này rồi, Huyền hơi nóng gáy vì câu nói vừa rồi của cậu Giang. Cái gì mà nó bị cả nhà ghét. Cuối cùng, Huyền đi về, cô định báo luôn cho mợ Giang biết để xuống bắt tại trận đôi mèo mả gà đồng này, để bị ghét luôn một thể cũng được. Nhưng mới đi được mấy bước, cô lại dừng. Cô nhớ đến cái Mùi. Nếu đi khui chuyện này ra, thì không ai khác con Mùi sẽ là người khổ nhất. Và biết đâu, nó lại có bầu thật. Mà bị mợ Giang sai người đánh chẳng may, mà sảy thai thì cô há chẳng phải gián tiếp giết người. Lơ mấy lần rồi thôi, lơ tiếp mấy lần nữa cũng chẳng sao. Cô không thương hai con người tệ bạc, nhưng cô phải thương lấy đứa trẻ tội nghiệp. Nó chẳng có tội tình gì cả. Đấu đá tâm can xong, cô lại đi quyết không nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngày hôm nay, cô nấu cháo chim bổ câu cho ông Ngôn, tiện thể lại đảm nhiệm luôn cái chức đứng bếp ở nhà. Rõ ràng, nấu cho anh chị em trong nhà ăn đấy, nhưng có ai tôn trọng cô tí nào. Nhưng dù sao thì cô vẫn nấu. Cô không có việc gì làm, suốt ngày ở nhà chơi không cũng mỏi. Mà cô cũng không muốn người khác thấy cô vô công rồi nghề, là gánh nặng của cả gia đình, rồi lấy cớ ghét thêm. Nhưng có một điều cô không ngờ tới, ấy là lúc cô đi chợ, mợ Giang đã bắt gặp cảnh trai trên gái dưới giữa chồng mình và con ở. Mọi hôm không sao, hôm nay con bé Út cứ nóng sốt quấy khóc mãi. Thế là chị mới xuống bếp ý định lấy lọ đường pha nước cho con uống. Thì bay sao, gặp được cảnh hay ho này. Huyền về đến nhà, đã thấy mọi người đứng ở sân đông đen. Lâu lâu tiếng chị Giang gào lên bất lực, là Huyền đã thấy có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Cô chạy tức tốc vào sân, thì quả như dự giữa sân là con Mùi và cậu Giang đang quỳ ở đấy chịu muôn vàn lời chỉ trích từ vợ. Huyền bước vào, cô không ngạc nhiên gì mấy, mà đi thẳng vào trong bếp nấu cháo rồi mới chạy ra hóng hớt. Chắc có lẽ cả nhà mới biết vừa đây thôi, vì anh Giang với cái Mùi mới kịp quỳ, chứ chưa ăn liên hoàn cước nào cả. Chị Giang đi một vòng chồng mình và cái Mùi. Con Mùi né tránh sau lưng cậu Giang, liền bị cậu ta đẩy ra như không hề quen biết. Bất giác Huyền thấy chua chát thay cho nhà nó. Những lời hứa ngọt như một tạ đường phèn đã không cánh mà bay mất rồi. Thế nào hả Mùi? Mùi kể cho mợ nghe, con với cậu Giang làm gì nhau ở cái chỗ để rơm? Chị Giang mở đầu bằng một cái vả giữa mồm khiến con Mùi chỉ biết đau đớn mà chen lại nức nở. Nó khóc lóc nhưng không biết giải thích thế nào cho phải, vì nó sai lè kia mà. Chị Giang tuy nhẹ giọng, vẫn lịch sự như những lần chị ba phải, nhưng cái điệu như muốn nhai đầu cả lũ vậy. Cái Mùi đau đớn khóc lóc ôm lấy chân chị Giang cầu xin. Mợ ơi,
Con xin mợ, con trót dại mợ ơi, mợ tha cho con với. Kìa cậu, cậu nói hộ con với. Tiếng cái mùi cứ rối rít van xin, nó không biết nói thế nào, đành quay ra nói cậu Giang xin tội thay cho nó. Nhưng nó nào ngờ được rằng cái gã ban sáng nó còn ôm còn ấp, còn hứa hẹn với nó nhiều thứ, giờ trắng trợn đẩy nó ngã chồng ngược. Hắn đứng lên bên cạnh vợ, rồi bỏ mặc cái mùi gã phân trần. Cái con này nó cứ mùi mẫn anh, mồi chài, nó cứ bảo anh lấy nó làm vợ lẽ để nó đẻ con trai cho anh. Anh đã không chịu, nhưng nó cứ sấn sổ đến. Cái giải thích cực kỳ là khốn nạn của cậu Giang khiến Huyền tức sôi máu. Đúng là cạn tàu giáo máng, khốn nạn đến thế là cùng. Cái mùi vẫn nhất nhất tin vào tình yêu đích thực mà nó gửi gắm. Nó cố gắng thanh minh khi không còn đường chối. Mợ ơi, tất cả đều là ở con. Mợ cho con được nâng khăn sửa túi cho cậu Giang. Con không cần danh cần phận, con chỉ cần được ở bên cậu Giang thôi. Nó khóc lóc thảm thiết, đòi sống đòi chết vì tình. Mọi người đứng xung quanh, đứng xem. Ông cụ Ngôn chỉ nhìn một lúc rồi mệt lại đi vào. Cả nhà ai mà không biết cái thói trăng hoa của cậu Giang. Đã 5 lần 7 lượt, chị Giang bắt ghen tại trận. Chồng cũng quỳ lại van xin. Cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy không chừa. Chị Giang bắt ghen nhiều lần, nhưng lần này có lẽ là chị tức nhất, sôi máu nhất, bởi con mùi là cháu có họ xa với chị. Nó theo hầu chị từ khi chị chưa lấy chồng đến khi chị lấy chồng đẻ con. Chị lại mang nó sang nhà để hầu hạ. Tuy không nói, nhưng chị tin tưởng nó như người nhà. Có gì ngon nghẻ, nó cũng được nếm chút. Ấy vậy mà, nó lại dám ngủ với chồng chị. Không khác gì, nó vừa hất vào người chị một xô cứt bò cả nước lẫn cái. Nói đi, mày qua lại với chồng tao bao nhiêu lần rồi? Mình này, nó... Tao không hỏi mày, mày im cái mồm vào. Chị Giang vả chồng một cái nổ đong đóm mắt chặn họng. Đến nước này chị không có đầu óc đâu mà nói dịu nhẹ với chồng nữa. Chị hỏi cái mùi, nó lắp bắp khai. Con không nhớ, con chỉ nhớ là từ năm kia. Nó ngập ngừng, sợ hãi nhưng lại rất thành khẩn. Cậu Giang đứng cạnh liên tục trợn mắt lên để ra dấu cho cái mùi, nhưng nó vẫn thành thực thú nhận. Bên hiên nhà, vợ chồng chị Sơn cũng ngồi ở đấy từ sớm. Tuy mặt có vẻ điềm đạm, nhưng chị Sơn thấy hả hê trong bụng ghê lắm. Cứ nhà nào bóc mẽ, sứt mẻ tình cảm là đúng tủ của chị, nên chị chen vào. Ôi dào, chị cứ dài dòng với cái ngư đi điếm ấy làm cái gì? Nó mà tình nghĩa thì đã không ngủ với chủ. Theo em cứ cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho nó chừa. Chị Sơn đã độc mồm, lại còn thâm hiểm. Đến cái trò chơi bẩn hạ thấp người khác mà cũng bày ra. Sợ chị Giang mất bình tĩnh mà làm liều, Huyền liền chen vào. Chị cứ bình tĩnh, hỏi chuyện cho đàng hoàng cái đã. Dù gì cái mùi cũng đã theo chị từ bé, tính nó ẩm ương cám hấp, chị cũng không lạ. Em tin nó không phải tự nhiên mà lại sinh ra hư đốn, cái gì cũng có lý do. Huyền đứng đấy nhắc chị Giang phải tỉnh táo, đừng để bị dăm ba đứa thối mồm thêm mắm thêm muối. Nhưng cô nói thế thì đã ngầm khẳng định cậu Giang có thói trăng hoa, trong khi hắn ta đang muốn phủi tay chối tội. Này, mày đừng có xen vào chuyện gia đình tao, con nhà quê kia. Nói chưa dứt câu, hắn đã đe dọa. Nhưng Huyền nào có sợ, cô vênh mặt tay chống nách, nói thẳng băng. Sao nào, bị vạch mặt nên cậu sợ à? Ừ thì đúng là tôi nhà quê đấy, nhưng chỉ ít thầy u tôi cũng dạy dỗ tôi rằng nếu bản thân mình làm gì để xảy ra hậu quả thì cứ mạnh dạn mà nhận sai, ít ra còn không hổ thẹn với bản thân. Cái mùi nó dở hơi, ai cũng biết. Mọi người ở đây đủ khôn ngoan để tự luận được ra rằng nó không bỗng tự nhiên lại đi sách rủ người ăn nằm với mình. Trong khi cậu thì quá nhiều thị phi rồi. Nó dở nó không có tội, nhưng người lợi dụng một con dở, người đấy mới đáng để khinh bỉ. Huyền nói rồi chỉ thẳng mặt cậu Giang. Hắn ta bị bóc mẽ thì bức xúc chạy đến định giơ tay đánh Huyền, nhưng một bàn tay săn chắc đã đỡ lấy tay hắn. Không ai khác, đó chính là Vóc. Vóc khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không hề biểu lộ cảm xúc tức giận hay hả hê. Anh nhẹ nhàng bảo anh trai mình. Sao? Cháu cùng rứt dậu,
định đánh cả đàn bà phụ nữ à? Có gan làm thì có gan chịu. Việc gì mà cứ để một mình đàn bà chịu trách nhiệm thế? Vóc nói rất tử tế, nhưng cậu ra như đang bước vào đường cùng, nên ngang ngược, bất cần. Cũng phải thôi, hắn đang bị bôi cho chất chấu vào mặt giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì chả làm càng. Chĩa ánh mắt như dao bầu về phía em trai mình, Giang chả treo miệt thị. Sao? Cậu làm đĩ tranh chồng cướp vợ người khác mà cũng dám lên tiếng cơ à? Thầy có nói cho mày biết là út mày ngày xưa làm đĩ, ăn nằm với thầy rồi mới đẻ ra đứa súc vật như mày không? Đứa quái nào ăn ở dở như cứt, chẳng nói hay. Cái đồ u làm đĩ, cái đồ súc vật. Mày câm mồm ngay, không trước khi tao đâm mày chết. Lần này là ông cụ Ngôn. Ông cụ đã nghe thấy tiếng anh em cự cãi mà chạy ra lúc nào không hay. Cụ cầm cái gậy vụt thẳng vào bắp chân con trai cả, khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Chắc có lẽ ông cụ giận lắm, sợ ông sốc lại ảnh hưởng sức khỏe. Huyền chạy ra đỡ cụ rồi nói nhỏ. Thầy cứ vào trong nghỉ ngơi đi thầy, thầy đừng nóng mà hại sức khỏe. Đợi ông cụ về phòng, cậu Giang quỳ trước sân liền vùng vàng khó chịu. Mợ Giang bước đến, chỉ nói vỏn vẹn vài câu. Lý dị đi, tí tôi viết giấy rồi ký vào, chiều xong thủ tục tôi sẽ đưa hai đứa về ngoại. Dường như chị Giang đã quá ư là mệt mỏi với những lần chứng kiến cảnh chồng mình ăn nằm với người khác. Nhưng lần này là chị đau khổ hơn cả. Chị không muốn làm ầm ĩ lên như mấy lần trước, mà chị thều thào bằng giọng bất lực của một kẻ thua cuộc. Nhưng cậu Giang nời nào chịu. Rõ ràng hắn ta là người sai lè ra. Hắn nể là nể thầy U chị Giang, chức cao hơn ông cụ Ngôn, giàu có hơn ông cụ Ngôn. Nếu chị ly dị thì hắn xin tiền ở đâu bây giờ? Bởi một kẻ lười, lời làm, thích hưởng thụ như hắn thì lo thế nào được cho vợ con? Không, tôi không thể ly hôn được. Mình ơi, mình không nghĩ đến tôi thì mình phải nghĩ đến các con. Chúng nó cần có người dạy dỗ. Cậu Giang thấy vợ quay đi thì lết bằng hai đầu gối chạy theo vợ xin xỏ. Ôi chao, sao cái cảnh đàn ông nghĩ gì mà hèn hạ, bẩn thỉu đến thế là cùng. Cậu Giang cầm tay vợ thiết tha. Mọi người chứng kiến chẳng ai thấy cậu đáng thương tí nào. Ngược lại, còn thấy hả lòng khi cậu bị như thế này. Mợ Giang thở dài. Mợ không có sức gào với thét nữa. Mợ mệt quá rồi. Suốt ngày đi làm, rồi chăm bám hai đứa con. Mợ không còn hơi đâu mà gào thét với chồng. Có người đã từng nói, đàn bà võ mồm, chỉ chiết, chửi bới, không sợ bằng người cạy mồm không nói. Bởi lúc đấy, người ta chẳng cần mình nữa rồi. Mình giống như một bọc rác sắp sửa bị người ta ném đi mà thôi. Đến giờ, thấy chị Giang khổ thật. Tuy chị ấy ngày thường hay châm chọc, nhưng được cái, chị chăm con rất chu đáo. Tuy trong nhà có người ở, nhưng việc con cái, chị không để ai thò tay vào. Một mình chị lo hết. Anh Giang có thói hay đi cờ bạc, nhưng chị không oán thán nửa lời. Có lẽ chị nghĩ, hắn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng phản bội chị. Nhưng đời mà, cứ sướng quá lại đâm hóa rồ, hắn đã phạm vào điều đại kỵ. Trong khi mợ Giang mệt mỏi không to tiếng, thì cái mùi lại tưởng mợ chịu bằng lòng mà bỏ qua cho nó, liền lấn nước nhảy vào xin. Mợ ơi, con với cậu Giang thương nhau thật lòng, mợ cho con làm lẽ nhá mợ. Con chỉ cần cái tiếng thôi, còn ở nhà con vẫn dọn dẹp cơm nước cho cậu mợ. Không những thế, con sẽ cố gắng đẻ được một đứa con trai. Cái mùi đang bon mồm nói ra những suy nghĩ thì nó lại động ngay vào nỗi đau của mợ Giang. Mợ trợn mắt lên nhìn nó, rồi bước lại gần, nắm lấy tóc, mợ rít lên nghe rợn người. Mày muốn ngồi lên đầu tao phải không mùi? Mày nói thử xem, tao đã làm gì để mày không vừa ý, đến nỗi chồng tao mày cũng cướp. Chị Giang vừa nói, vừa đánh nó mắt chị đỏ ngầu như bên trong chứa nhiều nỗi uất hận. Nó cũng chỉ biết xin lỗi chị. Rồi câu sau lại xin cho nó và cậu Giang tác hợp. Nhìn cái mùi đau khổ vì tình yêu, Huyền trong mà cũng xót. Người đàn ông một mực chối bỏ mà nó cứ coi như sinh mệnh, thật là nực cười. Đấy, tao nghe mày, tao sẽ cho mày làm chính thất chứ không làm lẽ của ai cả. Tao sẽ ly dị để cho chúng mày tự do. Nhưng mày nên nhớ, ngựa quen đường cũ
Nếu ngày hôm nay tao bắt ghen mày thì chắc chắn mày cũng sẽ có lần giống như tao. Nói rồi, chị Giang toan quay đi, nhưng chồng chị vẫn quỳ ở đấy tha lôi chân chị như con chó không rời. Khán giả xung quanh chân đã mỏi nhưng vẫn hóng hớt kết cục của bộ phim, cho nên từ đứng đã chuyển sang ngồi cho tiện. Huyền vào đảo nồi cháo xong cũng chạy ra xem nốt. Giờ thì Huyền đã hiểu tại sao những bà vợ của ông cụ Ngôn lại chết sớm. Vì căn bản họ không thể chịu được mấy cái mồm như lâu đít vịt cứ thưa với gửi suốt ngày như thế này mãi được. Như ông cụ Ngôn đây, làm qua cả đời, ai cũng từng tiếp xúc qua và chắc chắn cũng nắm đầu không ít người. Nhưng ông lại chịu thua, ấy đứa con ở nhà. Ông cụ không còn hơi sức đâu mà quản cái lũ con lắm chuyện này. Không, anh không bỏ em đâu, nhất định là như thế. Ừ thì anh thừa nhận là anh chỉ vui chơi qua đường thôi, chứ anh yêu đương gì con dở người ấy. Em mở lòng tha nốt cho anh lần này đi, anh hứa từ lần sau sẽ không tái phạm nữa. Một lần nữa, hắn lại hứa, ai mà tin hắn được. Trong khi Giang đang thề thốt với vợ, thì bên kia cái mùi đang trơ mắt lên nhìn. Nó không tin rằng người hứa hẹn cho nó cuộc sống êm ấm giờ trắng trợn phủi tay bỏ mặc. Mắt nó nhòe đi vì nước mắt. Từ nãy giờ nó bị mợ Giang cho ăn tẩn cũng khá nhiều. Nhưng nói lại không thấy đau lòng bằng mấy từ cậu thốt ra. Mùi run giọng đi về phía hai người. Nó hỏi lại người tình. Cậu nói thế là cậu bỏ mặc con. Cậu nói thế là những lời hứa trước kia cậu không thực hiện. Ôi dào, ai thèm cưới một con thần kinh bẩn thỉu như mày. Mày tỉnh lại đi. Cậu Giang nhìn thẳng mặt mà chắc nịch khẳng định. Thế là mọi điều đối với cái mùi tan biến hết cả. Nó cứ ngồi đấy khóc cạn cả nước mắt vì không ai thương nó. Bên này, tiếng cậu Giang vẫn lải nhải xin xỏ vợ. Em hãy tha cho anh đi. Đốt một lần này thôi, anh sẽ không bao giờ làm thế nữa. Kể cả em có đánh chết anh cũng không thể ký vào giấy ly hôn được. Mày chắc chứ? Giọng chị Giang lại thay đổi 180 độ, nhìn chồng lạnh tanh. Giang nhìn vợ hơi sợ, nhưng để níu giữ tình cảm cho nên đành gật đầu. Đúng lúc ấy, chị Giang gọi từ ngoài cổng vào 4-5 thằng thanh niên lực lưỡng ở đâu sẵn đến. Như thể chỉ cần có lệnh là lập tức chúng nó phi vào. Mỗi thằng cầm một cái quang gánh đi vào đứng sau chị Giang. Mợ Giang vô hồn vô cảm nói với chồng. Mày đã nói thế thì để chúng nó đánh mày với con mùi một trận thì tao tha. Mợ Giang ra lệnh thật khó nhằn. Nếu không ăn đòn thì sẽ ly hôn, còn bị ăn đánh sẽ thoát. Cơ mà lại sống què giặt dẹo, thế nào cũng chết cả. Cuối cùng không còn lựa chọn, cậu Giang đành ngồi im cho đám người đánh đấm mình túi bụi tại ngay nhà mình, nhưng không một ai can dự. Huyền ngồi từ xa nhìn chị Giang xử chồng. Hắn bị thế là đáng, nhưng còn cái mùi, sức nó chịu sao nổi với mấy thằng đô con này. Đám người cứ thế đánh cậu Giang nhừ tử. Cái mùi đứng đấy sợ xanh mắt mèo, nhưng nó không còn bấu víu vào ai nữa. Một thằng lưu manh bước đến, giơ tay bạt tai cái mùi đã khiến nó ngã nhào xuống đất, chảy cả máu mũi. Nó nằm co quắp đau đớn. Trong lúc ấy, cái tà áo của nó bay lên, lộ ra từng thớ da bụng. Huyền trố mắt lên nhìn, cô căng mắt ra xem. Hình như cái bụng nó lồi lên một tí, như cái đĩa con úp vào bụng. Huyền ngây người, rồi chợt nhận ra, cô lao tới đỡ lấy một cái đòn gánh mà thằng bạo trợn định phang vào bụng nó. Nhưng Huyền kịp thời lấy người mình che chắn. Cái đòn gánh cứ thế phang vào đầu cô. Trước khi choáng váng rồi ngất ở sân, Huyền vẫn gào lên bao che cho con mùi. Không được đánh nó có bầu rồi. Nói xong câu đấy thì Huyền ngã xuống đất. Trên đỉnh đầu lâm dâm lan dần xuống một thứ gì nóng hổi. Cô ngất đi trước bàn tay giang rộng của chồng và tiếng gào xé chát chúa của chị gấm. Chúng mày giết người rồi. Huyền, dậy đi em ơi. Mang nó đi trạm xá gấp đi bóc. Tiếng kêu gào không còn. Cô chìm vào cơn mê man bất tận. Cô thấy mình trong bóng tối bao phủ khắp nơi. Cô đánh trúng chỗ hiểm khiến cô mất nhiều máu. Cứ thế cô nằm hết 2 ngày mới tỉnh. Ngỡ ở để chăm cha chồng đau ốm.
Ấy thế mà giờ cả nhà lại phải tất tả lo cho cô. Tỉnh dậy đã là buổi trưa. Mở mắt ra nhìn tứ phía, Huyền thấy chị Gấm ngồi bên cạnh ngủ gật. Cô không nỡ đánh thức chị ấy, nhưng vì muốn ngồi dậy nhưng đầu còn choáng váng nên Huyền lại nằm bệt xuống giường. Chị Gấm thấy động thì mở mắt nhìn, hóa ra là Huyền đã tỉnh. Chị tròn mắt nhìn, không nói kịp câu gì, vội chạy ra ngoài sân hét toáng. Vóc ơi, cái Huyền nó tỉnh rồi này. Vóc nghe vậy thì từ nhà trên phi xuống. Vợ chồng anh Sơn cũng lật đật xuống xem. Anh đến ngồi lên giường, cầm tay vợ hỏi han. Em sao rồi? Có khó chịu ở chỗ nào không? Có đau ở chỗ nào không? Để anh xem. Huyền không nói gì mà cứ nhìn Vóc chăm chú. Cô không biết cô đã ngủ bao lâu, cơ mà mở mắt dậy thấy chồng cô có chút giật mình. Râu ria tóc tai cứ mọc ra tua tủa, không theo đường theo lối. Mắt thì thâm đen như vừa ai mới đánh. Bên má vết nhọ quệt từ mũi hách thẳng lên thái dương, chồng mới lôi thôi. Chị ơi, đây là chồng em ạ. Huyền ngơ ngác hỏi chị Gấm. Mợ Sơn nghe xong thì bĩu môi lắc đầu. Thôi bỏ mẹ nhà con Huyền rồi, tao chứng kiến nhiều cảnh đánh nhau xong phang vào đầu là hay mất trí nhớ lắm. Ôi giời cái bà này. Chị Gấm tức cấu chị Sơn một cái, nhưng chị Sơn chắc nịch. Chúng mày không tin à? Để tao thử là biết ngay này. Nói rồi chị đi lên giường, ngồi đối diện với Huyền. Chị cầm tay cô rồi cười hiền lành. Chị nói với cô: em có nhớ chị không? Chị là chị Sơn, nhà chị làm mắm. Hồi em mới về làm dâu có nửa ngày, em đánh chị, xong em thả chất bẩn vào chung mắm nhà chị ấy. Có nhớ không em? Huyền nhìn chị Sơn một hồi lâu, khuôn mặt vô hồn chăm chú, thì chị Sơn mồm bô bô: đấy, tao nói có sai đâu, nó mất trí rồi. Trong khi mồm chị còn toe toe ra nói thì Huyền đã vả cho chị một cái rời ra. Cô nói: không phải là tôi mất trí, mà đầu tôi nó đang nhức. Chung mắm nhà chị, bà tí làm chứ mắc mớ gì đến tôi. Có chị bị lẫn thì có. Huyền nói rồi liềm chị một cái. Chị Gầm đứng bên nói: chắc thằng chồng nó lôi thôi quá, con vợ không nhận ra chứ gì nữa. Tao bảo mày đi tắm đi, để tao trông cho mà, lì như con trâu ấy. Nói như thế rồi nhưng Vóc không đi. Anh ngồi bên cạnh cứ xoa tay vợ mãi. Mấy ngày này khi Huyền chưa tỉnh, Vóc lo lắng không dám ngủ. Vì thế râu ria mới mọc tốt lên như thế. Anh chị Sơn vào cầm theo bọc thuốc bắc. Anh đẩy vợ lên rồi nhíu mày ra hiệu cho vợ nói. Chị vợ bình thường không ưa gì Huyền, nhưng vì chồng ép nên chị mới đặt mấy thang thuốc bắc lên bàn, lý nhí nói mấy câu tử tế. Thím nó bị thế, anh chị vào thăm không có gì, chỉ có ít thuốc bắc bổ máu, thím cầm lấy uống cho mau khỏe. Nhìn chị rụt rè, nhưng Huyền vẫn vui. Tất nhiên là cô sẽ nhận, chỉ là chị Sơn không phải lúc nào cũng nói được mấy câu tử tế với cô, nên cô thấy buồn cười. Vâng, em cảm ơn anh chị. Nói xong, hai người gật đầu đi về. Vừa đi anh Sơn vừa nói vợ: đấy, nói mấy câu tử tế thế thì đã chết ai? Suốt ngày cau có thì ai mà chịu được. Huyền nhìn theo mà buồn cười. Hai người họ cũng tốt tính chứ không xấu xa gì. Này, bà Sơn làm sao mà hôm nay đối xử với em tốt thế? Ôi dào, chắc là hôm nay mày che cho u con cái mùi nên thấy cảm động ấy mà. Người chậm con thì lúc nào chả thế. Thấy ai có con hay đụng đến con cái là dễ mủi lòng lắm. Chắc vợ chồng nhà ấy thấy mày tốt nên thương. Với lại ngày hôm ấy mà mày không đỡ nát đòn ấy thì u con cái mùi chết hết chứ sống sao nổi. Chị Giang vừa gọt miếng táo đưa cho Huyền bảo. Chị nhắc mới nhớ, cô liền hỏi: thế cái mùi nó có bầu thật à chị? Mẹ con nó sao rồi? Nghe câu hỏi của cô, chị Gấm trố mắt, chị bảo: chị tưởng mày phải biết chứ, sao hôm đấy mày hô to bảo mẹ con nó có bầu còn gì? Thì trước đó mấy ngày em thấy nó nôn khan, mà thực ra em đã biết nó với cả anh Giang qua lại với nhau độ một tháng nay rồi. Em có khuyên nó, nhưng nó lại quay ra chửi em
nên em mặc kệ. Hôm nó bị mợ Giang đánh, cái áo nó bị tốc lên ấy. Em thấy cái bụng nó lồi lồi, em nghĩ là nó có. Huyền thật thà kể lại. Chị Gấm nghe xong liền nói: Thế ra mày biết lâu rồi, bảo nó không nghe mà còn quay ra cắn mình. Sao mày không bảo mợ Giang ấy? Đánh tuốt xác nó ra cho nó chừa cái tật. Huyền lắc đầu, cô bảo: Tại em thấy nó cũng chẳng tuổi em, thân phận lại thấp hơn, tính cái lại dở dở nên em thương. Lúc sáng hôm ấy chuẩn bị đi chợ, em cũng thấy hai người ấy hí hoáy trong bếp rồi, em mặc kệ rồi đi chợ luôn. Chị Giang hôm ấy phát hiện cái mùi chả xanh xương với chị ấy rồi còn gì. Em cũng chỉ sợ nó có bầu, mà chẳng may đánh quá tay, cái thai lại khó giữ. Chứ nó mà không có bầu, chị Giang có đánh nó chết, em cũng không can thiệp. Ăn nằm với chủ bị vậy, ai bênh nổi. Huyền vừa nói, vừa đưa miếng táo lên mồm nhai. Vết thương trên đầu bị giật, nên cũng nhói vô cùng, khiến Huyền nhăn mặt. Chị Gấm lo lắng hỏi han: Sao đấy? Lại đau rồi hả? Để chị gọi thằng Vóc nhé. Huyền gật đầu. Chị Gấm đi ra ngoài gọi Vóc vào. Anh chạy lại xem vết thương trên đỉnh đầu, rồi tiêm cho vợ một loại thuốc gì đấy, khiến cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thấy Huyền dần ổn định, Vóc nhìn vợ âu yếm rồi khoe: Kể ra vợ em bị vỡ đầu thế này cũng hay chị ạ. Vợ em là bệnh nhân đầu tiên của em đấy, mới ra trường chưa biết thực tập ai. May sao vợ em lại vỡ đầu, thế là khâu luôn. Vóc phồng mũi khoe chiến tích. Huyền lườm chồng, đã bị đau lại còn bảo may mới chết. Hôm đấy chị bảo thằng Vóc mang mày đi trạm xá để người ta khâu cho, nhưng nó nhất quyết không chịu. Cứ bảo bế mày vào trong nhà, rồi nó tự lấy đồ nghề ra khâu. Hơn một ngày mày không tỉnh, có lúc chị bảo nó, hay là mày ngỏm rồi cũng là, chưa ngất gì hơn hai ngày chưa tỉnh. Nó cứ ngồi chửi chị, nói xui xẻo. Vóc cứ đứng gãi đầu mãi. Quả thực lúc ấy Vóc cũng liều, chưa biết vết thương có ảnh hưởng gì sâu bên trong không mà lại để ở nhà. Anh nói nhìn qua sẽ biết Huyền bị nặng hay nhẹ, nhưng ai mà tin anh được khi anh mới ra trường. Ngày hôm ấy chị Gấm thấm máu mà ướt đẫm một cái khăn bông. Vóc cứ gào lên rằng phải giữ chặt cái khăn ngay ở trên đầu, vì nếu không cầm máu chắc chắn thì Huyền sẽ không chết vì vỡ đầu mà là chết vì mất máu. May cho đôi gian phu dâm phụ ấy, khi Huyền chảy máu me khắp mặt thì anh ấy đều sợ bạt vía, nên không ai còn nghĩ đến chuyện đánh ghen nữa. Ai nấy chỉ biết đưa Huyền vào nhà theo sự chỉ đạo của Vóc. Với bệnh nhân đầu tiên trong đời là vợ mình, sinh mệnh Huyền đặt trong tay cậu Vóc. Nói không sợ, không hoảng thì là nói điêu, nhưng trong lúc ấy cậu vẫn tin vào khả năng về y học hiện đại của mình. Thay vì đắp bã lá chuối hay muối hột như ông cụ ngôn bày, nếu trong vài phút ngắn ngủi cậu không quyết định được, rất có thể vợ cậu sẽ chết vì mất máu nhiều. Em đói chưa? Để anh bảo cái mùi nó bưng cháo lên. Thấy vợ cứ chăm chăm nhìn mình, Vóc lại ngại ngùng hỏi vợ cho đỡ xấu hổ. Chị Gấm ngồi bên huých tay Vóc rồi chữa: Giờ phải gọi nó là mợ mùi rồi, chứ cái mùi gì nữa. Chẳng phải giờ chị Giang cũng chấp nhận, thầy mình cũng chấp nhận rồi còn gì. Gọi dần cho quen thôi. Huyền trố mắt ngạc nhiên. Cô nghe chị Gấm kể cũng có thể đoán được số phận của cái mùi, nhưng thật lòng cô không hiểu một vài chuyện nên hỏi chị Gấm. Biết cái mùi nó được chấp nhận thì đỡ thiệt thòi cho u con nhà nó, nhưng em thật sự không hiểu lý do gì mà chị Giang lại đồng ý nhanh chóng chuyện tha cho nó nhanh đến vậy. Liệu có an toàn cho u con cái mùi, trừ khi vì tài sản. Chị Gấm thấy Huyền nghi ngờ về sự tốt bụng của chị Giang dành cho tình địch, nhất là khi nó lại đang là cháu bên họ hàng nhà chị. Biết là người nhà, nhưng càng là người nhà mà sau khi bị quay lại phản bội, người ta thường thù hận nhiều hơn, không dễ gì mà chấp nhận nhanh chóng thế được. Chị Gấm hiểu ý Huyền, liền rửng rưng: Mày nghĩ cũng phải thôi, với con người tính toán như chị Giang, không dễ dàng gì ăn của chị ấy một hạt gạo, chứ đừng nói là cho chung giường, chung chồng, nhất là chị ấy lại là người dòng dõi hạng quyền thế, không thích chung trả với ai. Việc một người giàu có giờ lại ngang hàng, chị em chung chồng với một con ở
đã là điều cấm kỵ. Ấy vậy mà, con Bùi theo họ hàng còn phải gọi chị ta là mợ. Nhưng chị Giang khôn lắm. Theo tao nghĩ, chị ấy chỉ đợi con trai Mùi đẻ xong là tống cổ nó đi ngay. Đợi thầy chia chắc tài sản, trở thành cháu đích tôn. Hoặc không, nếu chị ta có cho nó ở thì cũng khốn khổ khốn nạn, sống khác gì chết. Nếu mà nó đẻ con gái thì thôi, miễn bàn, chắc cái số con bé này sau không khác gì nó là mấy. Chị Gấm vừa bĩu môi, vừa lắc đầu. Huyền nghĩ mà cũng thấy khó khăn cho cái Mùi. Sống không bằng chết thế này thì ở sao được. Ngày trước mà nó nghe cô thì đến giờ này đâu bị phát hiện. Mà nó cũng đâu đến nỗi bị ngược đãi thế này.